Hello, chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng đồ da bò rất là đẹp luôn và rất nhiều mã hàng khác nữa nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tai nghe iPhone nhá. iPhone tai nghe không dây Pro này. EarPods Pro nhá, EarPods Pro. Dòng này thì dòng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lô này thì hàng về thì cái giá nó có hơi chênh một chút quá nha, hơi chênh một chút so với cái giá cũ. Nhưng mà cái hàng này thì nó sẽ là hàng cải tiến cao cấp hơn. Đấy, hàng nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này các bạn, rất chất lượng cho các bác luôn nha. EarPods Pro các bạn này. Đấy, design by in California, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nha. Đó đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con tai nghe như này. Đó. Hàng này thì hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá, sản xuất cho thị trường Nhật. Đó. Hàng có logo thương hiệu tem mạ đàng hoàng nhá. Đây các bạn này. Đó. Made in Japan các bác nhá. Đây. Đấy, hàng sản xuất cho thị trường Nhật này, Made in Japan các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, California. California này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Hàng sản xuất cho thị trường Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, hàng Made in Japan nhá. Đó, đây các bác này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai tai nghe như này này, hai tai nghe có sẵn mút rồi. Đấy và các bác sẽ được tặng kèm thêm là bốn cái miếng lút mút nữa nhá. Đấy, bốn cái miếng lót như này, bốn miếng lót này. Đấy và kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc này, một cáp sạc bốn miếng lót luôn. Đó. Và em nó đây. Đấy, đây là em nó. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy anh em này. Đấy. Tai nghe hai tai. Con này thì nghe được cả iPhone, cả Android, Samsung các thứ nghe được hết các bác nhá. Đấy. Và đặc biệt là hàng Made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá rất tốt nhá. Lên mã giúp cho em là tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone. Con này cái lô cũ thì em đang bán là 100, đây 140.000, California con này. Lô cũ thì em đang bán là giá là 140.000. Lô này về thì giá nó chênh hơn một chút. Đó, các bác lên cho em là tai nghe iPhone nhá. Tai nghe không dây iPhone này. Đó. Lên cho em là tai nghe iPhone được rồi. Tai nghe iPhone. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 165k nhá. 165k cho một con tai nghe iPhone như này. Đó, 165.000 các bác nhá. Đó, tai nghe iPhone. Giá sẽ là 165.000. Lô này thì hàng về thì nó chênh hơn 25.000, nhưng mà cái chất lượng nó sẽ cao hơn các bác nhá. Đó. Lên cho em là tai nghe iPhone, giá của nó sẽ là 165k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn Wi-Fi nhá. Lên cho em là đèn Wi-Fi này. Đèn Wi-Fi, giá của nó sẽ là 100. Các bác lên cho em là đèn Wi-Fi, giá của nó sẽ là 140k cho một con đèn Wi-Fi như này nhá. 140.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đèn, một dây sạc. Đó, một đèn, một dây sạc. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một đèn như này. Kèm thêm cho các bác là một dây sạc nhá. Đèn này của nó thì nó sẽ là đầu này của nó thì bằng nhôm này, thân bằng nhựa này. Đấy. Và nó về thì theo lô nhá, có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng, cho nên là em gửi lô nào thì các bác nhận lô đấy thôi. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái mắt Wi-Fi như này. Đó. Đây, một cái mắt cảm biến nhá, mắt cảm biến. Các bác gạt tắt như này. Đó, gạt tắt này. Giá này chỉ có 140.000 thôi, có báo pin nhá. Đấy, tắt bật các bác này. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Đấy các bác xem em dọn này, rất là sáng luôn nhá. Đây có thể điều chỉnh pha ở đây. Đấy, rất là sáng các bạn, nó rất là sáng luôn. Đó. Đấy các bác nhá, rất là đẹp luôn, có thể điều chỉnh pha ở đây nhá. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cái cảm biến như này, cho nên rất là tiện này. Đấy, bật lên này, tắt đi này, bật lên này, tắt đi này, đó, bật lên này, tắt đi này. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Đây, nó có thể ngoắt nhéo như này. Đấy. Dây đeo của nó thì cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, dây đeo rất là êm và ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con đèn như này, giá chỉ có 140.000 thôi. Đấy, có lên cho em là đèn Wi-Fi nhá, đèn Wi-Fi. Giá của nó sẽ là 140k. Đó. 140 cành cho một con đèn Wi-Fi như này. Đấy, đèn Wi-Fi giá sẽ là 140.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái túi da bò nhá. Các bác lên cho em là túi da bò thì đầu tiên em lên cho bác cái túi đeo hông nhá. Túi đeo hông thì em có 3 màu, màu đen, màu nâu và màu xám nhá. Đấy, màu đen, màu nâu, màu xám. Đây, có 3 màu như này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 trong cái túi hông như này thôi, 130.000. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy. Rất nhiều ngăn này, rất nhiều ngăn quá này. Đấy. Rất nhiều ngăn. Đó. Hàng máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đó. Rất nhiều ngăn các bác nhá. Đấy, 100% là da bò tự nhiên. Hàng rất là đẹp. Con này thì các bác lên cho em là túi đeo hông nhá, hàng da bò tự nhiên rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con túi đeo hông như này. Con túi hồng này sẽ là 100 nhá. Đó. Túi hồng thì em có 3 màu, màu nâu này, đấy, màu nâu,
màu nâu, màu xám và màu đen. Màu nâu, màu xám, màu đen. Con này thì nó có quai rất là to luôn, quai to và chắc chắn nhé. Các bác đeo thì các bác thắt cái quai này cho em này. Đó, thắt quai này cho em, rất là ok luôn. Đấy, giá thì sẽ là 130.000 cho túi hông này. Tiếp theo đến cái túi chéo này. Túi chéo thì em có hai màu, màu xanh và màu xám nhé. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu xám như này. Đấy, quai của nó rất là to luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò thật nhá, da bò thật. Về nhà các bác có thể test thoải mái luôn, cào cấu rồi đốt thoải mái luôn nhá. Đốt thoải mái cho các bác, đốt thoải mái luôn. Đó, chất liệu 100% là da bò, tự tin khẳng định luôn. Đó, đây các bác này. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và rất là nhiều ngăn nhá. Con này thì các bác dùng để đi du lịch thì thôi rồi luôn. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, dùng để đi du lịch thì rất là ngon. Đấy, hàng bền đẹp chắc chắn, khóa kiếc đều bằng đồng hết nhá. Khóa đều bằng đồng hết qua theo. 100% là khóa bằng đồng hết, rất là trơn tru và ngon lành. Nói chung là hàng thì cực kỳ chất lượng rồi, hàng của Nhật cho nên là rất chất lượng không nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo là cái túi chéo này thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Các bác lên trên là túi chéo, giá sẽ là 140.000 này. Nó có hai màu, màu xanh và màu nâu nhá, màu xanh và màu xanh và màu xám nhá. Tiếp theo là túi túi vuông nhá. Túi vuông thì bên cũng có hai màu, màu xanh và màu xám như này. Đó, túi vuông đây. Đấy, túi vuông này thì cái quai này của nó cũng trần 100% là bằng da bò tự nhiên hết nhá. Đấy, quai trần bằng da bò tự nhiên. Đấy, có quai sách này, có một ngăn to này, bên trong thì nó lại có hai ngăn phụ nữa nhá. Bên trong có hai ngăn phụ nữa các bác này, một ngăn thường và một ngăn khóa này, một ngăn thường một ngăn khóa này. Đấy, và đây nó sẽ là các cái ngăn phụ ở bên ngoài nữa. Nói chung là khá là nhiều ngăn luôn. Các cái phần khuy kết nối các thứ đều bằng đồng hết, hàng của hãng cho nên là cực kỳ là đẹp và basic luôn. Đấy, thiết kế khá là nhiều ngăn, đẹp chất lượng các bác nhá. Còn túi vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000. Coi lên theo là túi vuông nhá. Túi vuông này, túi vuông là 180k. Đó, 180k cho túi vuông. Túi chéo là sẽ là 140k nhá. Đấy, còn túi hông thì sẽ là 180.000. Túi hông sẽ là, túi hông là 130.000 nhá, 130.000. Còn bác nào lấy combo thì nếu mà lấy combo trong một trong hai món này thì ví dụ như là cái này 180, 140 thì cũng tính là 300 luôn nhá, 300k. Đó, cứ lấy combo hai món. Ví dụ các bác lấy túi chéo, lấy túi vuông với túi hông này, lấy túi vuông với túi hông thì cũng tính là 300 nhá. Đấy, hoặc lấy túi chéo với lại túi vuông cũng tính cho các bác là 300 luôn. Đấy, cứ 300 một đôi nhá, 300 một đôi. Đấy, các bác lấy muốn lấy đôi nào thì lấy 300 một đôi như này. Đấy, tức là lấy cái nọ cái kia là đều 300. Một vuông một chéo cũng 300, mà một vuông một hông cũng 300. Đó, một vuông một hông cũng 300 luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Một vuông một hông cũng 300 luôn. Đó. Hàng về số lượng để phục vụ các bác. Đấy, 300.000 bao ship cho hai cái túi như này thì tội gì mà không mua các bác. Hàng chất lượng các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Đây em sẽ test cho các bác xem nhé. Đây. Đấy, bây giờ em sẽ lấy cái khóa này. Đây. Lấy cái sắt này, lấy cái khóa này nha. Đây. Em lấy cái đầu khóa này em sẽ cào vào cho các bác xem nhá. Đây, cái đầu khóa đây nhá. Cào vào nhá. Đây các bác này. Đấy, cào này. Đây. Đây các bác này, đó. Cào chặt tay luôn, nó không hề có một cái vết gì nhá, không hề có một vết gì luôn. Chất liệu da bò thật thì các bác yên tâm rồi. Đó, chất liệu da bò thật cho nên các bác cực kỳ là yên tâm luôn. Đây, cái phần quai của nó đây các bác này. Đấy, quai của nó máy này. Đấy, chất liệu da bò này các bác này. Đó. Nói chung là rất là ngon lành luôn. Giá rất hợp lý nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sáp ô tô các bác nhá. Các bác lên kia là sáp ô tô. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý để trân trọng gửi tới cho các bác. Một cái lọ sáp ô tô như này, bao gồm cho các bác là một lọ, nó một hộp nó như là một cái lon nước ngọt đấy các bạn, như một lon nước ngọt đấy, khá là rộng luôn. Đây, đấy, nó sẽ là một cái lon như này, rất là ngon lành luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Về nhà các bác tháo cái nắp này ra cho em, sau đó thì giật cái tem này ra, đó, cái tem niêm phong này ra. Đấy, sau đó thì các bác để trên ô tô này, hoặc là để trên xe này, hoặc để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhé, rất là thơm luôn. Giá sẽ là 40k cho một cái lọ sáp như này, thơm rất là lâu, một lọ này có thể thơm được từ 3 đến 6 tháng nhé. Đấy, lên cho em là sáp ô tô nhá, sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này. Cái này thì nó sẽ có cho các bác là 2-3 màu như này nhá, 2-3 màu như này. Đó. 2-3 màu như này, về nhà các bác tùy theo các bác sử dụng đó. Sáp ô tô rất là thơm luôn, giá sẽ là 40.000 cho cái sáp ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ống nhòm có nhá. Các bác lên cho em là ống nhòm, hàng của thương hiệu Balileo của Mỹ. Đấy, ống nhòm Mỹ. Một con ống nhòm cực kỳ chất lượng như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Có quai đeo, quai điếc các thứ đàng hoàng nhá. Quai đeo, quai thứ đàng hoàng. Hàng bãi chưa qua sử dụng nhá, hàng bãi chưa qua sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một con ống nhòm như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là
hai mắt nhìn vào một nhá, hai mắt như này. Đấy, ở đây sẽ có cho các bác là hai mắt và nhìn vào một luôn. Đó, rất là đẹp và chất lượng luôn. Đây các bác này. Đó. Hàng của thương hiệu Balileo. Các bác có thể zoom vào đây nhá, zoom vào đây. Đó. Nói chung là cái này các bác có chuyên môn thì các bác sử dụng được rồi. Đấy, thì con này công suất của nó sẽ là 20 x 50 nhá. Đấy, 20 x 50 các bác này. Đây. Các cái thông số của nó đây các bác này. Bác nào biết về cái thông số này thì có thể là bình luận lên để cho mọi người nắm được nha các bác nhá. Đó, 20 x 50 đây. Đấy. Đây, thì khi các bác nhìn thì nó từ 2 nó sẽ về 1 nhá, từ 2 nó sẽ về 1, nôm na nó là như thế. Cái này thì em cũng không có chuyên môn lắm đâu các bác nhá. Hàng thì của thương hiệu Balileo của Mỹ nhá. Đấy, hàng thương hiệu Balileo đây. Balileo của Mỹ này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con ống nhòm như này. Giá của nó sẽ là 300. Đấy, thì cái mã ống nhòm này giá của nó sẽ là 330.000 và bao ship nhá. 330.000 và bao ship cho cái mã ống nhòm như này. Hàng thì chất lượng và giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác. Đấy, thời tiết thì nó đang bị mưa thì tiếng nó hơi bị ồn, thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình tăng lên một chút để nghe cho được rõ ràng hơn nhá. Em xin được tự giới thiệu với quý các bác, anh chị và các bạn, em là Phạm Huấn đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Rất vui trân trọng cảm ơn quý các bác, anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi, ủng hộ như là mua mặt hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đổ ga điện thoại ra như này bao giờ. Kìa, sản phẩm đầu tiên em lên bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đấy, hộp nó màu vàng như này rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. Giá thì chỉ có 140.000 thôi, 140k cho một con thắt lưng đẹp miễn chê như này con này. Đấy. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng. Và giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Nó sẽ là bao gồm cho một cái thắt lưng mặt đúc liền như này các bác này. Mặt đúc liền nguyên khối nhá. Đẹp hơn bao giờ hết các bác nhá. Đẹp hơn bao giờ hết, đẹp miễn chê luôn. Đấy, đẹp không tưởng tượng được các bác nhá. Đó, đây này. Mặt đính hình con cá sấu màu vàng này. Đấy. Đúc liền hết các bác nhá. 100% là đúc liền mạ vàng 18 carat nhá. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con thắt lưng như này. Chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là đi chiều dài là vào khoảng là 1m2 nhá, 1m2 hơn một chút này. Đấy. Đây, thắt lưng rất là đẹp luôn. Da cá sấu các bác này. Đó, da cá sấu rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 140k thôi. Đây là nó sẽ là thuộc dạng lẫy như này, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này lên là sập vào là xong. Rất đơn giản như đan rổ luôn các bác này. Đây, kéo cho em này. Đấy, kéo nhẹ này. Đó, lẫy nghe tiếng kêu của nó rất là đã luôn nhá. Đó, thì đây, rất là ngon lành luôn. Đó, và khi các bác rút ra chỉ cần đẩy này thôi. Còn cái lẫy này nó là lẫy khóa ngược cho nên là các bác dùng nó rất là an toàn luôn, không bao giờ lo bị trượt bị ấy nhá. Một con thắt lưng rất là đẹp như này. Đó. Rất đẹp này. Chất da siêu mềm mượt cho các bác luôn. Đấy, và cái đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là mua về mình sử dụng này, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Sách đi làm quà rất là lịch sự đẹp các bác nhá. Đó, chất lượng cho các bác luôn. Đây, nguyên cái mặt của nó này, mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, mặt đúc liền như này. Đấy, thắt lưng thì rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá, cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 140.000 cho một con thắt lưng cá sấu vàng như này, đựng trong một hộp cực kỳ xịn sò và chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. Đó, cá sấu vàng này. Cá sấu vàng giá của nó sẽ là 140k nhá. 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này. Đẹp miễn chê luôn, đẹp hết nước chấm luôn các bác nhá. Đấy, tem mác các thứ đầy đủ cho các bác luôn, đựng trong hộp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại Nokia nhá. Thì bên shop có hai mẫu. Một mẫu là 2 SIM và mẫu là 1 SIM. Đấy. Con 1 SIM này thì giá của nó thế nhưng con dao. Đấy, con 1 SIM này thì ngoài cái hộp này. Quá lên kia là điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM thì giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Đấy, lên cho em là điện thoại 1 SIM này. Điện thoại 1 SIM được rồi, 1 SIM. Giá của nó sẽ là 150k cho con điện thoại 1 SIM như này nhá. Đấy. Thì hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là hàng nó sẽ bao gồm cho các bác. Đây, một con điện thoại chất lượng như này các bác này. Đấy.
đựng trong cái hộp Nokia nhá, điện thoại Nokia giá chỉ có 150 cành thôi. Đây Nokia các bác này, các bác chả đi đâu mua được cái điện thoại 150.000 đâu, đầy đủ pin rồi pin rồi dây sạc các thứ đầy đủ combo cho bác như này nhá. Đấy, hàng mới tinh full hộp cho bác luôn, giá thì rất hạt rẻ nhá. Lên cho em là điện thoại Nokia, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con điện thoại Nokia như này. Dòng này là dòng một sim nhá, đây em bật nguồn cho bác xem này, đó một sim này, đó Nokia, đó một con điện thoại một sim như này. Lên cho em là điện thoại một sim nhá, giá của nó sẽ là 150 cành như một con điện thoại một sim như này nhá, 150.000 các bác nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy các bác thấy không, đó Nokia nhá, cực kỳ tuyệt vời ông mặt trời luôn, đó Nokia một sim, giá sẽ là 150 cành. Đây tắt nguồn đi các bác này, đó phím của nó sẽ là phím nổi nhá, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đó phím này của nó sẽ là phím nổi như này các bác này. Đấy phím nổi các bác nhá, đó phím nổi như này rất dễ sử dụng luôn. Đó giá thì rất là tốt nhá, một con điện thoại Nokia như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 nhá, hàng nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo là điện thoại hai sim nhá, con hai sim này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250k. Đấy 250k và bao ship cho con hai sim như này. Đấy con này thì hai sim thì nó sẽ to hơn một chút các bác nhá. Ở đây nó sẽ có kèm cho các bác là một đốc sạc, một pin. Đấy đầy đủ cho các bác luôn, hàng full hộp mới tinh cho bác nhá, full box full hộp mới tinh cho bác luôn. Đó hàng cực kỳ chắc chắn này, những cái lẫy này của nó cũng rất là khó lấy luôn. Đó đây thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em này là xong, lắp pin lắp sim vào nhá, hai khay sim nhá các bác nhá. Đó đây lên mã cho em là điện thoại hai sim nhá, con này thì giá sẽ là 250 cành, hàng của Nokia đây, Nokia. Đó đây đây qua này, đấy báo giờ báo rước đàng hoàng luôn, hai khay sim nhá. Đó lên cho em là điện thoại hai sim này, đó điện thoại hai sim giá của nó sẽ là 250k nhá, 250.000 và bao ship luôn, bao ship 250.000 bao ship cho cái điện thoại hai sim này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá rất là tốt nhá. Phải tắt nguồn đi này các bác này, đó hàng của Nokia nhá, hàng của Nokia rất chất lượng cho bác luôn. Đó Nokia nhá, có kèm cho các bác cả dây sạc như này luôn, về nhà các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy Nokia các bác này, đó giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, một con điện thoại như này giá của nó chỉ có cho các bác là 250.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn nhá, 250k bao ship tận nhà. Đó sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng keo vá tường nhá, con này thì nó sẽ là 250 lít các bác nhá, hàng niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy nó sẽ là một cái dòng keo trắng các bác này, đây một cái dòng keo trắng như này các bác này, đấy một cái dòng keo trắng kem trắng các bác nhá, kem trắng thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ là một cái dòng kem trắng như này các bác này. Đấy kem trắng như này thì các bác dùng để mình vá lên các cái phần tường của nhà mình nó bị bong chốc, bị nứt, bị thấm ướt các bác nhá. Đó thì các bác vá hết vào cho em. Đó giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái lọ keo như này, giá của nó sẽ là 40k. Các bác lên cho em là keo vá tường nhá. Đấy lên cho em là keo vá tường, giá của nó sẽ là 40k. Đấy keo vá tường này, keo vá tường giá của nó sẽ là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đấy có kèm cho các bác một cái chổi như này nhá, à một cái bàn tà lột như này để các bác lột lên tường này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, các cái phần tường nhà mình nó bị bong chốc nứt rồi thấm rột các bác này. Đấy hoặc là bị trẻ con bôi bẩn này. Các bác vá lên cho em sạch đẹp luôn. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đây, ổ điện, ổ điếc, nói chung là tất cả các cái phần nào bị nứt, thấm rột, bong chốc bẩn thỉu. Đấy vá lên cho em nhá. Đấy. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 40k cho một lọ keo vá tường như này thôi. Đấy có kèm cho các bác cả đầu vòi này, cả đầu vòi, cả bàn tà lột luôn. Đó đây combo như này giá sẽ là 40k nhé, 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái miếng dán ngải cứu các bác nhé, miếng dán ngải cứu. Một lọ này của nó thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng nhé, 12 miếng. Đó 12 miếng dán ngải cứu như này các bác này. Đấy hộp của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng. Đây 12 miếng như này các bác nhé. Đấy và đây thì nó sẽ có cho các bác là 12 miếng dán này, kèm thêm cho các bác là 12 miếng dán. Về nhà các bác chỉ cần bóc ra cái miếng dán ngải cứu này thì nó rất là tốt luôn. Các bác bóc ra để mình dán vào các cái vị trí như là cổ, vai, gáy, rồi các cái vị trí nào mà mình đau mỏi thì các bác dán vào cho em. Đấy cái này thì độ bám dính của nó rất là tốt và siêu nóng luôn. Các bác dùng nếu mà nóng quá, nóng quá thì mình có thể chuyển vị trí cho em nhé, chuyển vị trí cho em. Đó rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái hộp như này, giá của nó sẽ là 30.000 cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Lên mã cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đó miếng dán ngải cứu này, đó miếng dán ngải cứu, miếng dán ngải cứu giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k trong hộp này, 12 miếng này,
12 miếng. Đó, 30.000 cho hộp 12 miếng như này. Đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau dây thần kinh, đau thắt lưng rất là tốt luôn. Cái miếng dán ngày cứu này thì nó giúp cho các bác chống đau mỏi, đau nhức rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 30.000 cho một hộp như này thôi. Phổ biến ở người đau mỏi vai gáy, thoát vị địa đệm, các bệnh về xương khớp, tình trạng phổ biến ở người cao tuổi và người trưởng thành. Miếng dán ngải cứu đa năng, giải pháp hữu ích, hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí. Với những người mắc bệnh như đau xương khớp, thoát vị địa đệm thì có rất nhiều phương pháp điều trị. Nhưng với miếng dán ngải cứu thì chỉ cần dán trực tiếp lên vị trí đau hay nhức mỏi có thể cải thiện được tình hình này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăm nước các bác nhá. Tăm nước thì bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy như này. Đấy, một cái con máy cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng chất lượng này, tem mác các thứ này, sách hướng dẫn cả quyển luôn. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Và nó sẽ có kèm cho các bác một cái dây sạc như này và bốn cái đầu nhá, bốn đầu như này, 1 2 3 4 này. Bốn đầu như này để cho các bác có thể là mình vệ sinh răng miệng, vệ sinh lưỡi rồi vệ sinh níu lợi các bác thư đây. Đây bốn cái máy, bốn cái đầu như này các bác này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là vệ sinh răng này, đấy, vệ sinh lưỡi này rồi vệ sinh mặt răng bên trong các bác này. Đấy, rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là miếng tăm nước nhá. Lên cho em là tăm nước, giá của nó sẽ là 190.000 các bác nhá. Đấy, con lên cho em là tăm nước này. Đó. Tăm nước giá của nó sẽ là 190.000 cho cái tăm nước như này. Đấy, bây giờ các bác nên dùng cái tăm này, nó không hại níu hại lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy, rất sạch sẽ luôn. Giá sẽ là 190.000. Đây các bác này. Đấy, các bác cho nước vào nhá. Chưa kể ông ấy kèm theo 4 vòi xịt, chẳng yêu đây làm gì. Mà thôi, những cái vỏ ngoài không quan trọng. Bây giờ em sẽ cho em ấy thi đấu với những siêu cầu thủ đến từ châu Âu xem thế nào. Tiêu chí so sánh là các chương trình, áp lực vòi phun và sự êm ái khi vận hành. Bởi vì nguyên lý hoạt động của tắm nước khá là đơn giản và hàm lượng công nghệ không cao. Và cơ bản có hai loại, một là dịch tinh trùng và rất là mạnh luôn nha. Em sẽ sử dụng than hoạt tính Dasara để làm trắng răng, sau đó vệ sinh lại bằng tắm nước Vanlu với áp lực mạnh và tiết diệt đầu vòi nhỏ. Đấy, các bạn thấy không? Sạch tất cả những cái mảng bám ở trên răng theo một cách thức rất là an toàn và hiệu quả. Và với những bạn bị viêm lợi thì đầu xịt này tỏ ra rất là hữu hiệu. Nó có một cái núm silicone nhỏ ở đầu vòi giúp đưa tia nước vào sâu kẽ chân răng nhưng không làm hỏng lợi. Còn đầu vòi này thì chuyên dụng dành cho các bạn đang liền răng. Đầu vòi cuối cùng thì chuyên dùng để vệ sinh lưỡi. Nó giúp cho việc vệ sinh lưỡi vừa sạch vừa không bị rác. Thực sự mình đánh giá rất cao sản phẩm này, không chỉ vì giá rẻ mà còn vì sự tinh tế và tỉ mỉ và qua đó thỏa mãn được nhiều nhu cầu nhiều đối. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đó, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về cho bác một cái lô đó là cái ghế câu nhá. Hôm nay thì bên shop về đa dạng mẫu để gửi tới anh em luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Nay thì bên shop về cho bác ba cái loại ghế nhá. Thì bên em sẽ lên theo số cho nó dễ để tránh việc là nhầm lẫn nhá. Đấy. Thì bên em sẽ lên theo số. Cái mã này thì nó sẽ là mẫu ghế ghế A các nhá. Đấy, lên các bác lên cho em là ghế A này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con ghế rất là đẹp như này. Đây, rất đẹp, rất triển vọng cho bác luôn. Con này thì ngồi cực kỳ là ngon luôn. Kích thước của nó thì vào khoảng là 30 nhá, vào khoảng 30 30. Đây, em sẽ lấy cái thước em đo thực tế cho bác xem luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để mình để trên xe này, đi du lịch, đi chơi bài, đi câu, đi kẹo này. Giá rất hợp lý cho bác luôn, gấp gọn nhá. Kích thước của nó sẽ là 27 này. Đấy, 27 28, gọi cho là 27 đi. 28 nhá, 28 x 28 này. Đấy, và chiều cao của nó là 25 nhá, cao 25. Rộng là 28, dài là 28 nhá. Rộng 28, dài 28. Đây. Đấy, rất là chắc chắn luôn, khi gấp gọn thì nó sẽ như này các bác này. Các bác có thể bỏ vào ba lô được luôn. Đấy, chiều cao của nó là khi mà giãn ra thì nó sẽ là 25 nhá. Đấy, còn khi gấp vào thì nó cũng là đây, gấp vào thì nó sẽ dài hơn một chút, gấp vào thì nó sẽ là 31 như này nhá. 31 như này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, ngồi thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Ngồi cực kỳ là ngon và êm luôn. Đó. Các bác lên cho em là ghế A nhá, ghế A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành cho một con ghế như này. Đây em ngồi cho bác xem này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đây các bác nhá. Đó. Ngồi cho bác xem rất là ngon luôn. Người em là 70 cân luôn, đây em ngồi cho bác xem này. Ngon lành cành đào luôn các bác thấy không? Đây. Đấy đây, đưa chân lên này các bác này. Đấy, không hề có một cái sự rung rinh nào luôn nhá. Đấy, chân em đưa lên này các bác này. Đó, rất là ngon luôn nhá. Rất chắc các bác nhá. Rất chắc luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con ghế như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con ghế như này thôi. Đây. Đai đằng sau này các bác này, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá. Một con ghế như này. Đấy, kích thước của nó là 28 x 28 nhá.
cao là 25, còn gấp vào thì nó sẽ là 30 nha. Gấp vào thì nó sẽ là 30, gấp vào nó sẽ cao hơn một chút. Đó. Thì con này các bác lên cho em là ghế A nhá, ghế A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, lên cho em là ghế A này, đó. Ghế A. Ghế A giá của nó sẽ là 90k cho con ghế A như này nhá. Lên cho em là ghế A này, giá của nó sẽ là 90.000. Màu thì nó sẽ là màu xanh lá quân đội như này, rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, ghế A. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ghế này thì bên shop đang lên tên nó sẽ là ghế câu. Thì em cũng gọi nó là ghế câu luôn nhá, ghế câu luôn cho nó tiện. Đây. Đấy, con này thì cũng rất là dày, rất chắc chắn luôn, để em đo cái kích thước cho các bác xem. Đó, con này thì cũng khá là to, dày rất là chắc chắn nhá. Đây. Đấy, con này thì chiều rộng của nó là 38 này. Đấy, chiều rộng 38. Chiều cao chiều ngang cũng là 38 luôn, 38 nhá. Đấy, chiều cao của ghế để ngồi, chiều cao của ghế là ngồi là đi 38 luôn, chiều cao ghế là 38 luôn. Còn chiều cao để tựa này là 60 nhá, chiều cao để tựa này là 60 này. Đấy. Thì con này nó sẽ có tựa như vậy. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ghế câu nhá, ghế câu. Bên shop thì chỉ có một con ghế câu này là màu đen nhá, đây. Ngồi thì rất là ngon luôn đấy các bác. Đấy, đây. Em ngồi thử cho con xem, rất là ngon luôn nhá. Đấy, tựa tiếp thoải mái luôn các bác thấy không? Đây. Người em 70 cân này, cho chân lên các bác. Đây. Cho chân lên đây. Đấy. Thoải mái luôn. Kể cả đứng lên cũng vô tư luôn đấy các bác. Đấy, đứng lên cũng vô tư luôn nhá. Đấy. Đứng lên giẫm cũng vô tư luôn các bác thấy không? Rất chắc chắn luôn. Đó. Và con này nó có thể gấp gọn vào được này. Đấy. Gấp vào nó rất là gọn như này nhá. Gấp vào nó rất là gọn như này. Đấy. Thì các bác có thể cất đi này hoặc mang đi du lịch, đi chơi, đi câu kẹo được hết các bác nhá. Đấy. Thì ghế câu nhá. Đấy, lên mã treo là ghế câu. Con này thì bên shop đang gấp vào nó rất gọn này các bác. Con này bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho một con ghế câu như này nhá. Đấy. Con này các bác lên tên cho em là ghế câu này. Đó. Ghế câu nhá. Ghế câu giá của nó sẽ là 150k một chiếc nhá. 150.000 cho một con ghế câu như này. Đấy, 150.000. Đó, 150.000 cho một con ghế câu như này các bác. Rất là đẹp luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là em lên cho bác cái mã ghế này thì các bác lên cho em nó là ghế B nhá. Ghế B. Đó. Con này thì ngồi thì rất là chất rồi. Đó, rất chất rồi các bác. Đây em đo kích thước cho bác xem. Đấy. Cái chiều bìa này của nó sẽ là 60 này, chiều bìa này là 60 này. Chiều cao này của nó thì nó sẽ là 70 này. Đấy, và cái chiều sâu của nó thì đến cái phần đáy đít này nó sẽ là 30, tính cả vỉa này là 38 này các bác này, 38 nhá. Con này ngồi thì cực kỳ là ngon luôn. Đây em sẽ thử con này ngồi thì rất là chất rồi các bác này. Đây. Đấy, nó có thể tựa được như này các bác này. Đây. Con này thì nó sẽ có tựa như này, tựa rất thoải mái luôn. Và con kia thì nó cũng có cái chỗ để điện thoại để chai nước nhá. Con này cũng thế luôn. Các bác có thể để điện thoại để chai nước này. Đấy. Rất là ngon lành luôn các bác nhá. Con này thì cái độ tựa của nó thoải mái hơn nhiều so với con kia các bác nhá. Tựa thoải mái hơn nhiều các bác. Đó, con này thì nó đứng lưng, còn con này thì lưng nó xoãi hơn nhiều. Các bác ngồi để mình đọc sách này, thư thái mang ra ngoài vườn này, hoặc là câu kẹo hoặc là đi du lịch cái thứ rất là ok luôn này các bác. Đấy. Rất chắc chắn nhá, cái khung xương của nó này. Đấy, con xem khung xương của nó này. Rất chắc chắn luôn, thoải mái luôn nhá, đánh đu đánh ấy được luôn. Vải của nó thì nó sẽ là cái chất vải dù màu xanh như này. Rất chắc chắn luôn. Đó, đây. Thì em gấp gọn cho các bác xem nhá. Khá là tiện dụng luôn. Đây. Con này thì em gấp gọn cho các bác xem. Đấy. Gấp vào thì nó cũng tương đương như con kia thôi, nó cũng khá là gọn các bác nhá. Khá là gọn đây. Đấy, gấp vào nó cũng như này đây các bác này. Đấy, gấp vào nó như này. Đấy các bác thấy không? Nó cũng chỉ tương đương với con 150 thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 260.000 thôi nhá. Đấy, con này thì sẽ là 150 này, 150 này, khung xương nhỏ hơn này. Còn con này dày dẫn chắc chắn hơn. Đấy, dày dẫn chắc chắn hơn và có tựa cao hơn. Thì giá của nó sẽ là 260.000. Các bác lên cho em con này thì mã của nó sẽ là ghế B nhá, ghế B. Đấy. Thì bên em có 3 mẫu ghế. Con này thì các bác lên cho em là ghế B này, đó. Ghế B, giá của nó sẽ là 260k một con và bao ship nhá. 260.000 một con và bao ship cho bác luôn. Đấy. Thì lên mã cho em là ghế B nhá, ghế B. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship. Đó, thì bên shop có mấy mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, tức là có ghế A, ghế B và ghế câu. Đó, tức là có 3 mẫu luôn. Đây. Đấy, rất chất lượng cho bác nhá. Con này thì lên tên cho em là ghế B nhá, ghế B này. Đó, ghế B giá của nó sẽ là 260.000. Bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Còn bác nào mua 2 chiếc thì bên em tính cho bác giá tròn là 500 nhá, 2 cái như này. Cứ mua từ 2 cái trở lên thì tính tròn là 500 và bao ship đến tận nhà. Còn mua lẻ 1 cái thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá, 260.000 cho một con ghế như này. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Ngồi thì cực kỳ là đã luôn, mang đi câu đi kẹo nhá. Con này thì
ngồi nó sẽ cứng cáp hơn nhiều so với con này. Đấy, con này thì nó ngồi nó sẽ nhẹ nhàng hơn, con này thì ngồi mạnh biết thoải mái luôn, nó cứng cáp hơn nhiều nhá. Đấy, và nó có cả cái ngăn phụ đây này. Đấy, có ngăn phụ đây để các bác có thể bỏ các cái đồ lặt vặt vào đây. Đấy, có quai sách như này, rất tiện dụng luôn. Giá thì là 260.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa các nhá. Đấy, đồng hồ bật lửa hàng siêu đẹp, siêu chất lượng như này các bác này. Đó. Con này thì các bác khi các bác về thì các bác tự bơm ga, còn đồng hồ là chạy bình thường nhá. Đấy, đồng hồ chạy bình thường. Về nhà các bác chỉ cần nhấn cái lẫy cho em là đồng hồ chạy thôi. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Đấy. Hệ thống đánh lửa tự động này, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đây, tự bơm ga vào đây cho em. Đó, giá thì khi ấn này thì đèn nó sẽ lên này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con đồng hồ bật lửa như này. Vừa là đồng hồ vừa là bật lửa luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa nhá. Giá của nó sẽ là 100.000. Đấy. Lên cho em là đồng hồ này, đồng hồ bật lửa, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Về nhà các bác là tự bơm ga nhá, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đó. Đây em ghi rất là rõ rồi, về nhà các bác tự đi bơm ga nhá. Đấy, tự đi bơm ga, giá của nó sẽ là 100.000. Lên mã cho em là đồng hồ bật lửa rất là đẹp luôn. Số của nó là số La Mã này, mặt sáng bóng đẹp các bác này. Đấy. Số La Mã nhá, mặt sáng bóng đẹp cho các bác luôn nhá. Bật lên thì nó sẽ có đèn như này. Đó, về nhà các bác tự đi bơm ga vào cho em. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con đồng hồ bật lửa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng bật lửa điện nhá. Các bác lên cho em là bật lửa điện. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con bật lửa điện như này. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy. Con này thì nó có sẵn ga như này rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, bật lên nó sẽ lên này con này. Đó. Và cái bật khi mình bật thì cái này nó sẽ xoay nhá. Đấy. 10G/kWh này. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đó, lên cho em là bật lửa điện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con bật lửa như này. Đấy. Lên cho em là bật lửa điện này. Đó. Bật lửa điện, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con bật lửa điện như này. 80.000 cho một con bật lửa điện như này nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Lên cho em là bật lửa điện, giá sẽ là 80.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn thần tài các bác nhá. Qua lên cho em là đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài này. Đó, để các bác có thể để ban thần tài hoặc là trên ban thờ đều được hết nhá. Đấy, lên tên nó là đèn thần tài. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì ở đây nó sẽ có cái công tắc này. Các bác bật cái công tắc này lên cho em này. Sau đó thì các bác chỉ cần chạm nhẹ này nó sẽ lên thôi. Sau đó thì các bác điều chỉnh cái này để tăng giảm cái độ sáng nhá. Đấy, con này thì nó chạy bằng pin. Chạy bằng pin và có sẵn một cái cổng sạc như này thôi. Về nhà các bác chỉ việc sạc vào thôi. Nó rất là tiện, các bác không cần phải đi mua pin hoặc là thêm một cái chi tiết gì nữa, nó lằng ngoằng phức tạp mất thời gian. Đó. Các bác chỉ cần chạm này nó lên này, chạm này nó tắt này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Chạm này nó lên này, chạm này nó tắt này. Đấy, rất tiện. Hàng cực kỳ thông minh luôn và có tăng giảm lượng sáng để tiết kiệm điện nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước này hoặc là để trên ban thờ cũng đều được hết. Đấy, ánh sáng của nó cũng khá là sáng luôn và đèn LED rất là tiết kiệm nhá. Bên trong của nó thì nó sẽ có quả pin 18650 nhá. Các bác có thể thay thế rất là dễ dàng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn thần tài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 60.000. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đấy, con này rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ như này các bác nhá. Có hai màu xanh màu đỏ này thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thì các bác thôi, gửi ngẫu nhiên thì các bác thôi nhá. Đấy, công suất của nó thì nó sẽ là 0.4W nhá, 0.4W. Đấy, cho nên là nó khá là tiết kiệm luôn. Đây, công suất của nó là 0.4W này. Đấy, rất là nhỏ nhá. Đấy, cho nên là sáng rất là lâu luôn. Đấy, các bác có thể dùng để làm các công việc đều được hết này. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đó, 60.000 thôi. Con này thì nó rất là ưu việt luôn. Các bác chỉ cần là chạm này nó tắt này, đấy, chạm này nó lại lên này. Đấy, và các bác có thể điều chỉnh sáng tối ở đây nhá. Điều chỉnh sáng tối ở đây rất là tiện luôn. Đó, chạm nhẹ này nó tắt thôi, rất là tiện. Búng này nó lên này. Đấy, búng này nó tắt này, búng này nó lên này. Rất tiện luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000, quá rẻ luôn các bác. Đấy, sẵn pin trong này rồi, có công tắc đây. Các bác không dùng nữa thì tắt nó đi để tránh cái trường hợp là cháy nổ các kiểu con đại điểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, tắt cái công tắc này đi cho em là xong. Đó, rất tiện dụng các bác. Đó, đây thì nó sẽ là sử dụng sẵn pin bên trong rồi. Đó, chiều cao của nó thì vào khoảng là hơn 20cm một chút nhá, rất là chắc chắn luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, 6 viên đá kèm thêm cho các bác là một cái gắp như này. Để các bác gắp này. Hàng thì của thương hiệu Winling của Đức đấy, thương hiệu Winling hay người của Đức đây. Cái này thì các bác có thể dùng để mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh này, sau đó thì mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lấy ra mình sử dụng cho em.
thì nó sẽ giữ được cái độ nguyên bản của cái nước mà mình uống, không bị nhạt đi này. Đặc biệt là các bác hay uống rượu này, đấy, nó không bị nhạt đi. Uống bia cũng vậy, không bị nhạt đi nhưng mà vẫn có độ mát nhá, vẫn có độ mát. Đấy, nó ưu điểm nó là như vậy. Đấy, hàng của Đức luôn, của thương hiệu Nguyên Linh, hai hình người của Đức đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một vỉ như này thôi. Đấy, lên cho em là đá Vĩnh Cửu nhá, một vỉ 6 viên. Giá của nó sẽ là 80k. Đấy, 80k cho một vỉ như này. Đấy, lên cho em là đá Vĩnh Cửu này. Đá Vĩnh Cửu các bác nhá. Đấy, đá Vĩnh Cửu, giá của nó sẽ là 80k trên một hộp 6 viên nhá. 80.000 cho một hộp 6 viên như này. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Mốn lại tiếp tục về cho bác rất nhiều mã hàng. Thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng và ví của Mỹ nhé. Đấy, ví của Mỹ đều là hàng da bò hết, hàng da bò cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng bảo hành cho các bác, da bò thật 100% luôn các bác nhé. Đó. Đây, chất da của nó có này. Chất da tự nhiên là nó phải như này các bác này. Đấy. 100% là da bò thật tự nhiên. Đây, bên shop về cho các bác nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Hai màu, màu đen và màu nâu rất là rõ rệt luôn các bác nhá. Rất rõ rệt luôn. Đây các bác này, đó. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Chất của nó thì 100% là chất da tự nhiên. Hàng của Mỹ các bác này, đó, made in USA nhá. Chữ của nó là chữ dập chìm trực tiếp trên thân thắt lưng như này luôn nhá. Chữ dập chìm trực tiếp như này luôn. Đấy, in trực tiếp trên thân như này luôn này. Đó. Hàng made in UAE nhá. Đó. Cái này của nó thì nó sẽ là dòng da tự nhiên cho nên nó sẽ có các cái kích thước khác nhau từ 1m2 đến 1m3 nhá. Đấy. 1m1, 1m2, 1m3 tùy theo nhá. Đây em sẽ thử đo cho các bác 5 chiếc, 5 cái xem độ dài ngắn của nó như nào các nhá. Đó, đây. Đây các nhá, đầu sắp bằng nhau này. Đấy. Và đến cái đuôi của nó thì nó sẽ ra các nhá. Đây. Đấy, 5 con này thì nó sẽ có con dài con ngắn như này các này. Con dài con ngắn như này các nhá. Đấy, nó sẽ không có con nào là bằng nhau 100% đâu. Đấy, tại vì là nó là hàng da tự nhiên, nó cắt theo tấm, nguyên tấm như này nhá, nguyên tấm như này. Nguyên tấm da bò tự nhiên này các bác nhá. Đấy, hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Dòng này thì bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng thì không bao giờ lo bị hỏng nhá. Chỉ có dùng lâu quá mà nó mòn, nó bạc thì các bác không dùng nữa thì các bác bỏ đi thôi. Và dòng của nó là dòng thiết kế con lăn như này nhá, thiết kế con lăn như này. Đấy, thiết kế con lăn này các bác này. Đấy. Các bác càng kéo ra thì càng căng ra thì nó càng chặt vào. Đấy, cho nên là các bác dùng thì nó rất là yên tâm và tiện dụng. Thứ nhất là thiết kế con lăn rất là dễ sử dụng. Thứ hai là mặt của nó là mặt đúc liền như này. Mặt đúc liền tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và thứ ba là cái giá của nó rất là tốt nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Lên mã giúp cho em là thắt lưng da bò nhá. Đấy, thắt lưng da bò. Giá của nó sẽ là 190k cho cái thắt lưng da bò như này. 190.000 các bác nhá. Đó, 190.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là hai cái mẫu ví, một mẫu màu đen là một mẫu màu đen, mẫu màu nâu. Đây đều là cái dòng ví theo kiểu may truyền thống. Đấy, theo kiểu may truyền thống này, cũng là hàng của Mỹ made in USA nhá. Các bác có thể là nhét giấy tờ này. Đấy, thẻ này 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, rồi là các loại giấy tờ vào đây ok hết. Và của nó vẫn là thuộc dòng là khóa như này nhá, khóa như này. Đấy, chất liệu 100% là da bò đấy các bác này. Đấy, da bò nhá. Đó, da bò thì bao giờ nó có cái độ sần như này các bác này. Đó, đây. Đấy, rất là mềm. Mềm nhá. Đấy, chất da của nó rất là mềm luôn các bác này. Chất da của nó mềm và nó mỏng nhá, nó mỏng cho nên là khi các bác sử dụng thì mình có đựng giấy tờ thì nó sẽ không bị đầy túi nhá, không bị đầy túi, rất là tiện dụng luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Giá của nó sẽ là 120.000. Các bác lên xem là ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120k. Nếu các bác lấy combo cả thắt lưng cả ví như này thì bên shop để cho bác cái giá đó là 300.000 và bao ship nhá. Combo cho bác là một ví, một thắt lưng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng này. Đấy, ví cộng với lại thắt lưng da bò nhá. Ví cộng thắt lưng da bò. Các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Giá của nó sẽ là 300 cành, 300k và bao ship. Quá giá, quá tốt cho bác luôn. Combo cho bác như này, hai món này, bao gồm một ví và một thắt lưng. Giá chỉ có 300k thôi, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài ra thì bên em còn một cái ví dòng này thì nó sẽ không có khóa nhá, không có khóa. Con này thì bên em thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ví DK. Đấy, nó dập chữ DK này các bác này. Đấy. Lên cho em là ví DK, còn một chiếc duy nhất nhá. Ví DK. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 50 cành nhá. 50 cành cho cái ví DK như này. Đó, còn một chiếc duy nhất thôi. Đấy, hàng rất đẹp cho các bác này, rất đẹp luôn, rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Đấy, con này thì không có khóa, đường máy rất là nhỏ gọn các bác nhá. Đấy, không khóa, nhỏ gọn.
Đấy, giá sẽ là 50k, giá thanh lý nốt cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái chổi, cái dòng chổi chổi lau đa năng nhé. Đấy, đây nó sẽ là một cái con chổi như này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, cái này thì các bác có thể vắt trực tiếp được luôn. Đấy, các bác lên xem là chổi chổi lau bếp nhé, chổi lau bếp. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái miếng mút như này, một cái miếng mút như này. Sau đó thì các bác chỉ cần là đẩy nó xuống như này, sau đó thì lắp cái miếng này vào cho em này. Đây, cái miếng này nó sẽ có cái lẫy này, có cái lẫy như này. Đấy, các bác chỉ cần sập cho em cái lẫy vào đây là xong này. Đây, nó có cái lẫy như này các bác nhá. Có lẫy này, các bác sập cho em cái lẫy này vào đây này. Đấy, sập cái lẫy này vào đây. Cái này thì các bác chuyên dùng để lau bàn bếp rồi lau kính, lau cửa rất là ok luôn. Đấy thì các bác lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Đấy, chổi lau bàn bếp rất là tiện luôn. Đấy, lắp vào như này xong này. Khi vắt thì các bác lại kéo vào như này cho em là nó sẽ vắt khô này, vắt kiệt cho các bác luôn. Đấy, khi dùng thì các bác lại thả ra như này. Thả ra này để mình lau trà cọ rửa bàn bếp mà bị nước nhiều. Đấy, cái bàn bếp thường hay bị trang nước ra mà. Các bác lau này, sau đó thì mình đưa vào đây nó sẽ vắt này. Đấy, vắt khô cho các bác luôn. Sau đó thì mình lại xả ra như này. Rất là tiện nhá. Đấy, vắt này, xả này. Đó, vắt xả rất là tiện luôn. Đấy, con này thì lau rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Các bác lên cho em là chổi lau bếp nhá. Đấy, chổi lau bếp này. Đó. Chổi lau bàn bếp, lau bàn. Chổi lau bàn bếp nhá. Giá của nó sẽ là 40k thôi, 40k trong cái chổi như này. Rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng để mình lau này. Đấy, các bác ví dụ nước nồi các bác lau xong lại vắt này, rất là tiện luôn. Đấy, nếu các bác dùng rẻ thì lại phải vắt bằng tay mà lại phải giặt rũ rất là mất công. Đấy, cái này thì các bác chỉ cần sập vào này là xong. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Con này thì nó đa di năng luôn nhá. Các bác có thể lau bàn bếp này, đấy giặt rất là tiện luôn, treo lên này. Lau bàn bếp, lau cửa kính rồi là lau chùi các cái vị trí nào cũng được, rất là ok. Đấy, các bác theo, rất là tiện luôn. Cái nó có một cái miếng mút như này, lau nó rất hít luôn và vắt rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi các bác này. Đấy, vắt rất sạch luôn nhá. Đấy, lau rất sạch luôn. Nói chung là con này khá là tiện ích đi các bạn, khá tiện ích luôn. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, chổi lau bàn bếp. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy. Lau rồi kỳ cọ rồi, nói chung là rất là tiện dụng con này. Đấy. Kể cả lau nước, lau khô đều được hết nhá. Giá sẽ là 40k. Đây. Đấy, con này rất tiện dụng luôn. Đấy. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, võng dù của quân đội. Đấy, lên trên là võng dù quân đội này. Đây là một trong những cái loại võng rất là phổ thông mà quân đội người ta hay dùng để đi đánh trận hoặc là đi làm công tác. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái võng dài khoảng hơn 2 mét với các cái đây, đây các bác này. Đây con này, đó. Đây thì nó sẽ là một cái võng như này. Chất liệu của nó là sợi dù nhá, cực kỳ là thoáng luôn và rất là chắc nhá, bền chắc. Và đây là cái đầu của nó này, đầu của nó đai cũng rất là cẩn thận luôn. Và đây nó sẽ là cái dây các bác này. Đó, dây đai như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đấy, 100k cho cái võng dù như này. Có lên trên là võng dù quân đội nhá. Võng dù quân đội 90.000 à. Đấy, 100k nhá. Đợt này thì xả thanh lý cho bác giá thì còn 90k thôi. Kích thước thì chiều rộng của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 80cm nhá. Chiều rộng khi mà căng ra hết thì khoảng 80cm. Còn chiều dài thì khoảng trên 2m nhá. Đấy, khoảng 2m, trên 2m một chút. Đây, rất là đẹp như này. Và có sẵn dây dù đai cho các bác luôn nhá. Đấy, hàng của quân đội cho nên là nó làm rất cẩn thận và chắc chắn luôn. Và khi các bác gấp vào thì nó rất là gọn đây. Đấy, cổ tay em này. Đấy, nó chỉ bằng gấp 2 lần cổ tay thôi, rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là võng dù quân đội nhá. Đấy, võng dù quân đội. Võng dù này, đấy, quân đội Nhật nhá. Quân đội Nhật giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. 90k thì cái võng dù quân đội Nhật này, các bác có thể mua để sử dụng đi du lịch hoặc là đi học, đi làm, đi chơi, đi xe ô tô đều được hết nhá. Đấy. Thì tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái võng xếp cao cấp nhá. Võng xếp cao cấp. Dòng này thì nó sẽ là một cái võng mà nó sẽ có đai hai đầu luôn. Nên là cái bác nằm thì nó khá là chắc chắn nhá, khá chắc chắn. Đây, dây của nó đây các bác này. Đấy, dây đai như này. Khá chắc chắn luôn. Các bác dùng thì không sợ bị lật này rồi hoặc bị úp này hoặc là các cái này của nó máy nó rất là trần, nó rất là chắc chắn này, hai lớp luôn nhá, hai lớp cước. Đấy, cái này sẽ là cước dù nhá. Nằm thì êm,
không sợ bị lằn này, nó hai lớp luôn và rất chắc chắn luôn. Và cái con này thì khổ của nó rất là rộng, khi mà dở hết ra thì nó banh ra thì tầm khoảng 1 mét nhá, và chiều dài của nó thì khoảng hơn 2 mét, khá là to và rộng luôn đó, rất chắc chắn như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái con võng như này, chỉ có cho các bác là 150.000 nhá, lên ra treo là võng xếp nhá. Võng xếp giá sẽ là 150k đó. Thì các bác em có hai loại võng, các bác lên đúng tên cho em. Cái này thì nó sẽ là võng xếp nhá, võng xếp giá của nó sẽ là 150k. 150k thì cái võng xếp như này rất tiện dụng để các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tay hít cửa các bác nhé. Qua lên cho là hít cửa, cái này thì rất là tiện dụng, giá chỉ có 15k cho một chiếc này thôi, 15k một chiếc nhá. Lên cho là hít cửa giá sẽ là 15.000, thì các bác chỉ cần đưa cái này vào những cái tay nắm cửa này, cửa nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc cửa buồng, cửa đi lại này, đấy, lắp vào cho em là xong đó. Thì cái tay này nó sẽ là bằng cao su, nó sẽ hít vào gạch men đấy, gạch men thì nó sẽ hít vào được nhá. 15.000 chiếc như này, và bác nào lấy từ 3 chiếc thì bên em sẽ tính cho bác với giá là 40.000 3 chiếc nhá. 15.000 một chiếc là lấy lẻ, còn lấy từ 3 chiếc thì sẽ là 40.000 3 chiếc. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Tay nắm cửa chống sốc. Đây các bác này, nó rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy. Nếu các bác không dùng ấy thì nó sẽ bị vỡ, nhưng mà có cái này thì các bác chỉ cần lắp vào cho em như này thôi. Đấy, nó sẽ hít vào cửa luôn. Rất là tiện luôn nhé, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15.000 một chiếc này thôi. Đấy, cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, đấy, hay đi lại nhiều và hay bị va đập nhá, vừa chống sốc, vừa chống tiếng ồn, vừa chống vỡ cửa rồi đập và nó kêu nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái đầu sản phẩm, đó là cái vòi cam xanh nhá. Các bác lên xem là vòi cam xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới qua cái giá đó là 50k cho một cái vòi cam xanh như này. Con này thì của nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa. Và những cái phần đầu vòi tay nắm này thì nó mạ chrome rất là đẹp luôn. Đấy, và nó có gioăng như này các bác nhá. Sẽ có gien xoáy và có gioăng giếc đàng hoàng, gien xoáy có gioăng đàng hoàng để cho các bác sử dụng này. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k, và nó sẽ chia ra làm hai đường nước nhá. Một đường ở đây các bác có thể lắp vòi xịt này, vòi xịt, vòi tắm, sen tắm đều được hết. Còn đây là vòi xả để các bác lấy nước trực tiếp sử dụng. Giá là 50 cành cho một cái vòi như này. Lên trên là vòi cam xanh, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh nhá. Đó, giá thì chỉ có 50 cành thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm như này giá sẽ là 100.000, có cả dây đeo này, dây đeo có thứ này, dây đeo rồi dây sạc các bác nhá, dây đeo dây sạc cho bác luôn. Đây nó sẽ là một con đèn như này, có nam châm hít đằng sau nhá. Đây đằng sau có nam châm hít này. Đấy, nắp mở ra này. Đấy, nắp mở ra. Ở đây thì nó sẽ có đèn khá là sáng luôn nhá. Đèn của nó thì siêu sáng luôn. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, đèn đỏ này. Đó, đèn vàng, đèn đỏ này, nhấp nháy cảnh báo này. Đó, rất là nhiều chế độ các bác nhá. Nó rất nhiều chế độ luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bật lửa này. Các bác giữ lì thì cái đèn này lên là bật lửa nó lên này, còn khi các bác tắt thì các bác giữ lì nó lại tắt này. Đó. Đấy các bác nhá. Đó thì nó sẽ có cho các bác là cả đèn cả bật lửa luôn. Đấy, bật lửa thì các bác giữ lì cho em là cái đèn này lên là bật lửa nó lên này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ tắt nhá. Đấy, giữ lì này nó sẽ lại tắt này. Đó, nó rất là tiện dụng luôn nhá. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Lên cho em là đèn bật lửa nhá. Đấy, đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm này, đó, đựng trong cái hộp nhôm như này. Đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con đèn hộp nhôm như này, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy sấy tóc nhá. Máy sấy tóc này, hàng của thương hiệu Philips nhá, hàng thương hiệu Philips như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 3.000W thôi nhá. Đấy, công suất của nó là 3.000W, công suất rất là lớn luôn, thì các bác dùng thoải mái luôn nhá. Công suất của nó tới 3.000W luôn, thoải mái thì các bác sử dụng nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Philips nhá, máy sấy tóc hàng thương hiệu Philips, công suất của nó là 3.000W và sử dụng điện 220V. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k nhá. 130k cho con máy sấy tóc như này thôi. Con này thì em bán rất là nhiều rồi và khách hàng dùng thì rất là ok thôi, cũng rất là bền chắc chắn và nóng rất là nhanh. Đây, cái dây may so của nó đây các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là bật công tắc này, nó có hai công tắc hai nấc luôn. Đó. Và giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có 130k thôi. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 3.000W nhá. 3.000W. Đó, 3.000W công suất cực mạnh luôn, nóng rất nhanh nhá. Đấy, 130.000, điện 220V, dây cắm của nó đây, dây rất to, dây dẫn chắc chắn luôn, hàng thiết kế rất là đẹp. Đấy, hàng thương hiệu Philips.
giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc giá sẽ là 130k. Rồi, ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đó, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sấy đũa nhá. Các bác lên cho em là hộp sấy đũa. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi, nó rất là tiện dụng luôn. Đó. Nó sẽ là vừa sấy đũa vừa khử khuẩn luôn các nhá. Đấy. Đấy, nó sẽ có dây như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Nó có dây và nó sẽ có kèm cho các bác là miếng dán luôn. Có miếng dán nhá các bác nhá, có dây, có miếng dán. Cái dây như này về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Có sẵn dây này luôn, về nhà cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Về nhà các bác mở ra này, đấy, cho đũa vào đây chị em. Có cái miếng dán như này nha, về nhà các bác bóc ra này, bóc ra sau đó thì các bác ấn vào đây chị em này. Đây, đẩy vào lẫy, đẩy lẫy vào đây. Đó, đẩy vào đây chị em. Đó, sau đó thì bóc miếng dán này ra để mình dán nó vào tường này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái móc đeo như này. Các bác lắp vào đây chị em nhé. Lắp cái móc đeo này vào đây này để mình có thể là đeo thêm kéo này, đeo thêm kéo hoặc là đeo thêm các những cái đồ lặt vặt, tạp dề, tạp riếc hoặc là những cái kéo hoặc những cái gì nạo nước mình đeo vào cái đít này chị em, rất là gọn luôn. Và đũa thì các bác bỏ vào đây nhá, bỏ vào đây để mình sấy này. Con này thì nó vừa là sấy vừa là hồng ngoại luôn nhá. Đấy, vừa là sấy vừa là có tia cực tím để diệt khuẩn luôn các bác nhá, rất là tiện luôn. Đây. Về nhà thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Đây, cắm đây cho em này. Đấy, cái đũa là mình ăn thường xuyên cho nên là mình phải dùng qua cái sấy này cho nó an toàn các bác. Đây, bật công tắc lên này. Đấy. Thì các bác mở nắp lên. Đấy, thì khi mình bật thì cái cánh quạt ở đây nó sẽ quay này và nó sẽ có cái tia cực tím này nhá. Vừa sấy cho nó khô đũa này, vừa là tia cực tím để diệt khuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác nút này, nút nguồn này. Đấy, bật nút nguồn này lên này, bật nút nguồn lên sau đó thì các bác bật cái nút bật tia cực tím này lên. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, dán vào tường. Các bác bỏ đũa bỏ ấy vào đây. Khi mình rửa xong thì mình bỏ vào là nó sẽ tự khấy sấy khô và khử khuẩn luôn nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là hộp sấy đũa nhá, hộp sấy đũa. Các bác lên cho em là máy sấy đũa nhá. Đó. Máy sấy đũa này, đó, máy sấy đũa. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 100k nhá, 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Lên mã cho em là máy sấy đũa này, rất nhỏ gọn luôn. Chiều dài của nó thì khoảng 30cm, chiều rộng thì khoảng là gần 20cm và rất là nhỏ gọn, có quai đeo như này, rất tiện dụng luôn. Đấy, đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế sử dụng luôn để các bác nắm được cái cách thức sử dụng các bác nhá. Nói chung là con này thì rất là tiện dụng rồi, nhỏ gọn tiện dụng và cái đũa này thì nó rất là an toàn. Đấy, nhà mình đây các bác này, đó thì đây nó rất là tiện dụng như này, các bác chỉ cần là dán cái miếng dán vào. Đấy, nó sẽ có là khử bằng tia UV luôn, bật lên này. Đấy, rất là tiện luôn và có khay đổ nước đi nhá, rất là tiện. Các bác đựng vào cốc chén thì nó rất là bẩn đây. Dán cái miếng dán lên này, sập nó xuống này. Đó, mở nắp ra này, cho đũa vào cho em này. Đó, đũa rồi thìa rồi dao dọa các bác cho hết vào cho em. Sau đó thì các bác bật lên. Đấy. Sấy bằng tia UV nhá, cực kỳ là an toàn luôn. Đó, diệt khuẩn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 100.000 cho con máy sấy đũa này thôi, nên cho em là máy sấy đũa nhá. Nó rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác rửa xong thì các bác bỏ vào đấy, bật lên cho em là xong. Đó, bật lên. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên cho em là nhang trầm nhá. Lên cho em là nhang trầm này. Đó. Lên mã giúp cho em là nhang trầm Nhật này. Đấy, nhang trầm Nhật nhá. Lên cho em là nhang trầm Nhật này. Giá sẽ là 40k trên một hộp như này. 40k trên một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 100. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng luôn, 100 vòng luôn. Đấy. Nguyên cái hộp của nó đậy cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy. Hộp này 100 vòng nhá và nó sẽ là trầm gỗ tự nhiên cho nên nó khá là thơm các bạn. Đấy, trầm gỗ tự nhiên khá là thơm luôn. Đấy, nó sẽ có 50 vòng và 50 vòng này thì mỗi vòng nó sẽ là chia ra làm hai nhá. Đấy, về nhà thì các bác dỡ ra nó sẽ ra làm hai vòng rời nhau. Đấy. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu cực kỳ luôn. Ở đây thì các bác có thể sử dụng nó sẽ có một cái lẫy để các bác để như này. Đây, có một cái lẫy như này này để các bác ấn lên các bác để vào nhá. Đấy. Thì sau đó thì các bác sẽ sử dụng là sau đó thì các bác sử dụng thì nó rất đơn giản thôi. Về nhà các bác chỉ việc là đốt lên mình sử dụng này. Đấy, ngày lễ, ngày Tết hoặc là các bác có thể là
không gian thư thái thì các bác có thể đốt lên một chút nhang trầm này để mình thưởng thức, nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 100 vòng luôn. Và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 2 đến 4 tiếng, tùy theo cái khu vực các bác để nó có gió hay không nhá. Nắp của nó thì khá là khít luôn, cho nên là nó giữ cái độ ấy rất là tốt luôn, giữ cái độ mùi hương rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40k cho một hộp nhang trầm như này, lên cho em là nhang trầm Nhật nhá. Sẽ là 40k trên một hộp như này, của nó sẽ là 100 vòng luôn nhá, 100 vòng. Tao thoải mái quá sử dụng luôn, giá quá là rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Qua lên cho là nước hoa khách sạn. Đấy, nó sẽ là một cái lọ nước hoa như này. Đấy, cái này thì bên Nhật nó dùng khá là nhiều luôn. Người ta dùng trong các cái hệ thống như là nhà hàng, khách sạn, phòng nghỉ này. Về nhà các bác tháo cái bấc này ra cho em, sau đó thì tháo cái nắp này ra. Đấy, đút cái bấc này vào. Đó, để mình để trong phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Dòng này thì bên Nhật nó chuyên sử dụng để trong các cái nhà hàng khách sạn nhá. Trong nhà hàng khách sạn, mùi thơm của nó thì cực kỳ là dịu nhẹ và dễ chịu luôn. Đó. Cho nên các bác đi nhà hàng khách sạn các bác lúc nào cũng thấy nó thơm phức là như thế nhá. Đấy, thơm dịu nhẹ, dễ chịu và hương thơm rất là quyến rũ luôn. Đó thì giá một lọ này chỉ có 30 cành thôi. Nên mã giúp cho em là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30k. Đó, các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30k trên một lọ như này. Các bác có thể mua để về mình để nhà phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, hoặc là bác nào nhà có nhiều phòng hoặc là nhà làm khách sạn, nhà hàng thì các bác dùng cái này cho em. Giá chỉ có 30k thôi một lọ như này. Đấy, về nhà các bác cắm cái bấc của như này rất là đẹp luôn để trang trí nha, mùi rất thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nước hoa khách sạn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lấy giấy tai đa năng nhé. Qua lên cho là lấy giấy tai đa năng. Giá thì chỉ có 30k cho một cái bộ lấy giấy tai đa năng như này thôi. Giá của nó sẽ là 30.000. Con này thì các bác có thể treo vào móc khóa được luôn nhá. Treo vào móc khóa rất là tiện dụng. Ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là combo, một bộ bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 cái lấy giấy tai như này. Rất tiện dụng luôn, 6 cái luôn các bác nhá. Hàng bằng inox dày dẫn chắc chắn xịn sò. Đấy, và giá thì rất hợp lý, chỉ có 30 cành thôi, 30 cành. Sẽ có cho các bác một cái đầu lò xo này, một cái đầu xoắn ốc này. Và các cái đầu lấy như này, to nhỏ lớn bé, mẹ con, dài ngắn đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, bộ sản phẩm rất đẹp, rất chất lượng như này. Giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác có thể đeo vào móc khóa xe máy này, hoặc là đeo vào móc khóa ô tô, hoặc là đeo vào ba lô rất là tiện. Có gioăng chống nước luôn, bằng inox sáng bóng như này. Lên mã giúp cho em đó là qua lên cho em là lấy giấy tai đa năng nhá. Đấy, lấy giấy tai đa năng. Lấy giấy tai này, lấy giấy tai đa năng. Giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc như này nhá. 30k cho một cái bộ lấy giấy tai đa năng này, rất tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bấm cúc nhá. Bộ bấm cúc như này. Lên cho em là kìm bấm cúc này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, một cái bộ kìm bấm cúc như này sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc đa di năng như này để các bác bấm quần, bấm áo hoặc bấm những cái khuy rất là ok cho bác luôn. Lên cho em là kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc này. Đó. Kìm bấm cúc. Đấy, giá của nó sẽ là 40k trên một cái bộ kìm bấm cúc như này. Nó sẽ có bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái dụng cụ bấm như này, cúc thì này rồi các cái lót liếc như này nhá. Đấy, đầy đủ cho bác luôn. Bộ của nó sẽ là 40.000. Lên cho em là kìm bấm cúc nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Các bạn này. Xuyên sửa quần áo, cúc khuy lâu ngày bị bung. Thì kìm bấm cúc áo này chính là trợ thủ đắc lực rồi đây, giúp bấm khuy nhanh chóng, dễ dàng chỉ trong một nốt nhạc, dùng được cho mọi loại vải, từ cứng tới mềm, từ quần jean, áo khoác cho đến túi sách, các loại đồ thủ công và mọi loại đồ khác. Các chị em vụng về sẽ không phải ngán ngẩm khi ngồi may từng chiếc cúc nữa. Khuyến mãi lên đến 50% chỉ trong hôm nay cho một chiếc kìm bấm đa năng. Mua từ 2 cái miễn phí giao hàng. Những ai hay mặc quần bị rộng bụng, nên gấu quần hay thường xuyên sửa quần áo, cúc khuy lâu ngày bị bung. Thì kìm bấm cúc áo này chính là trợ thủ đắc lực rồi đây, giúp bấm khuy nhanh chóng, dễ dàng chỉ trong một nốt nhạc, dùng được cho mọi loại vải, từ cứng tới mềm, từ quần jean, áo khoác cho đến túi sách, các loại đồ thủ công và mọi loại đồ khác. Các chị em vụng về sẽ không phải ngán ngẩm khi ngồi may từng chiếc cúc nữa. Đó, rất là ngon lành luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhá. Đấy thì các bác lên cho em là tất hộp 5. Đấy thì dòng này của nó là 5 đôi mà, nó đựng trong hộp nên cho em là tất hộp này. Đấy, tất hộp 5, nó sẽ có màu đen và màu ghi nhá. Tất hộp 5 đen hoặc là tất hộp 5 màu ghi này. Giá của nó sẽ là 85k nhá. 85k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, 5 đôi. Lên cho em là tất hộp 5 nhé. Đấy, tất hộp 5. Đây,
tất, hàng của thương hiệu Nike, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn, cổ cao tầm khoảng là trên 10 cm. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm mồ hôi tốt, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá, hàng thương hiệu Nike của Nhật đây. Nike các bác này. Đấy, Nike, hàng đựng trong hộp như này. Nguyên cái khâu đóng gói của nó thôi đã chất lượng rồi. Bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá nó cực kỳ là tốt luôn. Đấy, 85.000 trong hộp 5 đôi như này. Bên em về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi nhá, màu đen, màu ghi. Lên cho em là tất hộp 5. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà rất là ok nhá. Đấy. Co giãn rất là tốt luôn, co giãn rất tốt luôn, co giãn 4 chiều này, dây chun của nó khá là ôm luôn nhá. Các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Từ những cái đường kim mũi chỉ của nó này, những cái chất máy của nó này rất là đẹp luôn nhá, độ dệt của nó này. 100% của nó là sợi cốt tông nhá. Chống hôi chân, chống nấm mốc rồi các kiểu con là điểu luôn. Đấy, hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái hộp tất như này, giá của nó chỉ có 85.000 thôi. 85.000 cho 5 đôi tất nhá. Tất hộp 5. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái các bác lên cho em là tất 10 nhá. Lên cho em là tất vỉ tất 10 này, lên cho em là vỉ tất 10 này. Đấy. Vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu trắng. Đấy, cũng có cho các bác là màu đen, màu trắng, giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 trên 10 đôi tất như này. Đấy, 90.000 trên 10 đôi tất như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, đây. Của nó sẽ là như này nhá. Cái này thì nó sẽ có màu đen, màu trắng cho các bác này. Đấy. Cái này thì cổ của nó vừa phải thôi, không quá cao. Đấy, đây các bác này, hàng của thương hiệu Nike nhá. Đấy, chính hãng cho bác luôn. Đấy, hàng thương hiệu Nike chính hãng này. Đấy, có màu đen, màu trắng nhá. Vỉ này của nó thì bao gồm cho các bác là 10 đôi luôn. 90.000 cho 10 đôi tất, 90.000 cho 10 đôi tất các bác nhá. Đấy. 90.000 cho 10 đôi tất như này. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Siêu hạt rẻ luôn. Giá của nó sẽ là 90.000 cho 10 đôi tất như này. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn nhá. Có màu đen và màu trắng nhá, màu đen, màu trắng. Lên xem là vỉ tất 10 nhá, vỉ tất 10 đen này hoặc là vỉ tất 10 trắng này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt inox nhá. Đấy, lên xem là xịt inox này. Đây. Đấy, giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bình xịt inox này nhá. Lên cho em là xịt inox, giá của nó sẽ là 80.000. Dòng này thì cực kỳ là tiện dụng luôn. Đấy. Còn dung tích của nó thì nó sẽ là 350ml nhá, rất là nhiều luôn. Khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em này, lắc đều lên cho em. Sau đó thì các bác xịt lên các cái bề mặt này, đây. Xịt lên các bề mặt đồ bị dỉ sét các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Đây các bác thấy không? Xịt lên các bề mặt bị dỉ sét như này. Đó. Là nó sẽ giúp cho các bác là phủ các cái phần mà bị bong chốc, bị rỉ sét các bác nhá. Đấy, nó sẽ phủ lên trực tiếp luôn. Sơn của nó bằng sơn inox như này, cho nên là nó chống rỉ rất là tốt nhá. Đấy, chống rỉ rất là tốt luôn. Giá của nó thì sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp sơn như này. Đây các bác thấy không? Xịt lên phát phủ bóng luôn, phủ bóng chống rỉ sét, chống bị ăn mòn rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác ở ngoài biển các thứ nhá. Đấy, lên cho em là xịt inox này. Đó. Xịt inox giá của nó sẽ là 80.000 cho một bình nhá, 80.000 cho một bình xịt inox như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi đồng tăng áp nhá. Một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là một vòi đồng như này, giúp tăng áp lực nước cực kỳ tốt luôn và thêm cho các bác là ba cút nối nữa. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đó. Vòi đồng tăng áp này. Đó, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50.000 thôi, 50.000 cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác bao gồm là một đầu vòi, kèm thêm luôn cho các bác là ba cái cút nối luôn nhé, ba cút nối để các bác có thể nối vào các cái vị trí mà của mình đấy này. Đây, cái này thì nối trực tiếp vào đây cho em. Các bác nối cái dây ống nước vào đây, nối dây ống nước vào đây, sau đó thì nối cái này vào cho em này. Đấy, của nó đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết, rất dày dẫn và chắc chắn luôn nhá, rất dày dẫn chắc chắn luôn này qua này. Đấy, đầu bằng đồng hết, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, đây kết nối cái này thì các bác kết nối cái này vào cái dây này cho em này, sau đó thì mình nối khớp vào cho em này. Đó, và những cái đầu này thì các bác nối vào những cái đầu vòi. Nói chung là rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, một cái bộ vòi cực kỳ xịn sò như này mà giá chỉ có 50.000, cả vòi cả cút nối như này. Cái này bên em bán là giá này là giá này gọi là giá để giao lưu thôi, chứ còn giá này thì thực tế ra mà nói thì không có lợi nhuận nhiều đâu. Đấy, nếu bảo không có thì không đúng, nhưng mà chỉ được có 5.000 cho một cái này thôi các bác này, chỉ được có 5.000 thôi. Đấy, chỉ có 50.000, chỉ được có 5.000 thôi nhá. Đấy, 50.000. Lên cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000. Đấy. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn.
Nhà em hơi yếu, nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà. Đấy, rất ok nhé. Bác nào nhé. Muốn tự rửa xe ở nhà có thể tham khảo cái này nhé. Các bác xem nước nhà em hơi yếu, nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà. Đó, rất ok bác luôn. Nào muốn tự rửa... Chào các bác nha, nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các cái mã hàng theo này lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô dao của Đức nhá. Dao chặt của Đức thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, hai mẫu như này. Và nó sẽ có hai màu cho bác, một con là màu cán màu đen như này và một con cán màu xanh như này nhá. Đấy, con cán màu đen này thì các bác lên cho em là dao đen nhá, dao đen. Con này thì cân nặng của nó là 5 lạng. Con này thì chặt cực kỳ là đầm luôn nhá. Con này rất là chất luôn. Đấy, dao cực kỳ đầm, dao cầm rất là dày dẫn và chắc chắn các bác nhá. Đấy, cân nặng của nó là 5 lạng, chặt thì cực kỳ là đầm và ngon luôn, cầm con dao rất là thích luôn. Cán liền này, rất là sạch sẽ các bác nhá. Đấy, cán đều là bằng thép hết nhá, cán đều bằng thép hết, dao là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Hàng của Đức các bác này, hàng của Đức đây. Made in Germany các bác này. Đó, Made in Germany. Hàng của Đức chữ khắc chìm trên thân dao luôn. Hàng thương hiệu Willing của Đức nhá, Willing hai hình người của Đức. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, giá rất là tốt luôn. Một con dao chặt như này giá của nó chỉ có 150.000 thôi. 150.000, 5 lạng không nhá, 5 lạng. Đấy, con này cân nặng của nó là 5 lạng nhá. Đây em sẽ đo kích thước cho bác xem. Đấy. Con này thì chiều dài của nó là 30, chiều dài của lưỡi là 18 nhá, chiều dài của lưỡi là 18 và chiều rộng của bán lưỡi là 9 cm nhá. Đấy, 9 cm. Và giá thì sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là dao đen nhá, dao đen. Giá sẽ là 150.000. Con này thì cán nó màu đen như này, lên cho em là dao đen này. Đấy. Còn con này thì cán nó màu xanh, cho nên các bác lên cho em là dao xanh. Con này thì nó cũng tương đương, nặng 4 lạng rưỡi, cũng gần 5 lạng. Đấy, chiều dài của nó sẽ dài hơn một chút, chiều dài của nó là cả cán này là 32 cm. Phần lưỡi này thì cũng là 18 cm và bản của lưỡi này là 9 cm nhá. Đấy. Hai con thì nó cũng 19 1 10. Con này thì nó bé hơn và nó dày mình hơn. Còn con này thì nó rộng bản hơn một chút và nó dài hơn một chút như này, dài hơn khoảng 2-3 cm như này. Đó. Con này thì giá nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. Con này thì nặng 4 lạng rưỡi. Để em thử test dọc giấy cho bác xem liệu nó có dọc được giấy không nhá. Đấy. Để em thử test dọc giấy cho bác xem như nào. Đấy, con này thì khá là bén luôn. Con này rất là bén nhá. Con này thì cái bản của nó mỏng hơn cho nên là khá là sắc và dọc giấy thoải mái quá này. Đấy, dọc giấy thoải mái luôn. Rất là bén luôn nhá. Con này thì rất là bén nhá. Hàng Made in Germany này, hàng của Đức này. Đó. Cán thì cũng như con kia thôi, cán đều cán liền hết nhá. Dùng thì rất là thích các bạn. Đấy, dùng rất thích, hàng thương hiệu Willing của Đức này, Made in Germany này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá của nó sẽ là 135.000 nhá. Các bác lên cho em là dao xanh nhá. Con này là dao xanh, giá của nó sẽ là 135.000 cho một con dao xanh như này. Đó, 135.000 nhá. Còn con này thì các bác lên cho em là dao đen nhá. Đấy, 5 lạng, giá của nó sẽ là 150.000. Để em thử dọc giấy xem sao nhá. Đó. Con này thì cũng dọc được nhưng nó sẽ không bén hẳn như con kia đâu. Đấy. Con này thì cũng dọc được giấy thôi. Đấy. Cũng dọc được giấy nhưng mà nếu mà nói về độ bén thì nó sẽ không bén hẳn như con kia nhá. Đấy, cũng dọc được giấy nhưng nó không bén hẳn như con kia tại vì con này của nó dày mình hơn một chút, nó dày mình dày lưỡi hơn. Đó. Thì các bác lên cho em là dao xanh này, dao xanh 4 lạng rưỡi, con này là 135.000. Và con này là dao đen 5 lạng, giá của nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá các bác. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Giá rất hợp lý các nhá, một con ấm siêu tốc như này. Giá chỉ có 130 cành cho một con ấm như này thôi nhá, 130.000. Đấy. Một con ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Cúc Cu con này. Hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Đấy, Cúc Cu của Hàn Quốc luôn. Giá thì sẽ là 130.000. Đấy. Con này thì cũng rất tiện dụng cho các bác sử dụng thôi. Đây các bác này, đó. Hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá. Sử dụng điện 220V, công suất là 1500W, điện 50Hz và dung tích là 2,5 L nhá. Đấy. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Đó. Hàng thương hiệu Cúc Cu nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, một con ấm siêu tốc như này nhá. Hàng rất đẹp, bên trong thì bằng inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài thì sẽ là bằng nhựa như này, bên ngoài bằng nhựa như này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đế như này nhá, một cái đế như này các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Cúc Cu rất là đẹp luôn. Đây.
Đấy, và đây khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn báo ở đây nhá, đèn báo ở đây. Đấy, có đèn báo ở đây. Bên em thì có chương trình bảo hành vẫn là lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày nhá. Đấy, lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày. Đây em sẽ cắm thử cho các bác xem nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, cắm vào thì nó sẽ có, các bác bật công tắc lên là nó sẽ có đèn báo ở đây nhá. Đây cái đèn báo màu xanh này. Đó, đây em tắt đi này, bật lên này. Đấy, cái công tắc nó sẽ nằm ở đây. Đấy, công tắc nằm ở trên tay này rất là tiện này. Đặt lên thì các bác bấm luôn, nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Chương trình thì vẫn là bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày nhá. Đấy, hàng có lỗi gì thì các bác cứ sử dụng trong vòng 10 ngày là bên em sẽ đổi mới cho các bác. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Đấy. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đó. Ấm siêu tốc Hàn Quốc giá thì sẽ là 130k nhá. 130k cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này, 130.000 thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bếp từ nhá, hàng của thương hiệu Philips. Đây. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bếp như này. Đấy, hàng của thương hiệu Philips nhá và sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, Philips made in Thailand nhá. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác sẽ được tặng, khi mua một con bếp thì các bác sẽ được tặng kèm một cái nồi như này, tặng kèm một cái nồi như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Kích thước của bếp thì nó sẽ có thông số ở đây luôn. Đấy, có đầy thông số đây cho các bác xem luôn đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó sẽ là 31 này, chiều cao là 15 này và chiều rộng là chiều dài là 39 này. Đấy. Đây, dài rộng cao đây các bác nhá. Đấy. Giá thì con này điện công suất của nó điện 220V, công suất của nó là 2000-2500W. Đó, và nó sẽ là một con bếp như này. Một con bếp cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, mặt kính cường lực bên trong của nó thì bằng đồng đỏ au hết này. Đấy, đồng đỏ au hết đây. Mặt của nó là mặt kính cường lực như này. Đấy, các bác về đặt nồi lên chỉ nhấn nút nguồn này là xong. Lưu ý các bác là khi mà mình có test đun thử nhá. Khi các bác test đun thử thì lưu ý các bác là cho nhiều nước vào cho em. Đấy. Nhiều bác là cho ít nước quá, đâm là khi đun thì nó không nhận từ đâu. Nồi đun là bắt buộc phải có nước mà nhiều nước một chút nhá, chứ các bác đun ít nước quá thì nó không bắt từ đâu. Đây. Đấy các bác này, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá chỉ có 470.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Philips này, sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, made in Thailand nhá. Đó. Lưu ý cho các bác là khi mà lưu ý các bác khi các bác sử dụng ấy thì nếu các bác có đây, đấy. Khi các bác có đặt nồi lên đun nhá. Đây em cắm điện lên rồi này. Đấy, bật nguồn nó sẽ lên. Đấy. Còn khi các bác có đặt nồi lên đun ấy, thì lưu ý các bác là đây, tắt đi các bác này. Đấy, bật lên này. Đấy, tắt đi này. Khi các bác bật nồi lên đun thì các bác lưu ý giúp cho em là phải cho nước nhá. Phải cho nước thì mới đun được, chứ giờ các bác cho có ít nước quá thì cái từ nó không đủ độ bắt thì nó không được đâu. Đấy, cái này thì bên em có tặng kèm cho các bác là một cái nồi như này. Đấy. Mua một bếp từ thì sẽ được tặng kèm một cái nồi như này nhá, tặng kèm một cái nồi như này, rất là đẹp và giá trị luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá, một cái con bếp từ Philips như này. Giá của nó sẽ là 470.000. Các bác lên cho em là bếp từ nhá. Đấy, lên cho em là bếp từ này. Giá của nó sẽ là 470k cho một con bếp từ như này. Đấy, bao sim tận nhà cho bác luôn và các bác sẽ được tặng kèm một cái nồi như này. Đấy. Mua một bếp thì sẽ được tặng kèm một nồi như này. Đấy, chiều dài này của nó là 39 này, chiều rộng là 31 này. Đó, chiều cao thì khoảng là 10 phân. Đó, tất cả bên trong này bằng đồng đỏ au hết này. Đấy, giá cắm cái kia của nó đây. Nói chung là hàng chất lượng cho các bác. Và giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác nhá. Lên cho em là bếp từ Philips nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. 470k. Và bao sim tại nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có quyền test thử và thanh toán nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ 5 đĩa nhá. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa như này. Đấy, bộ này thì bao gồm cho các bác là 5 đĩa. Giá thì sẽ là 100. Các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 120.000. Nó sẽ là 5 cái đĩa inox cực kỳ là đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. 5 cái với 5 kích thước khác nhau. Đấy. Thì cái kích thước to nhất của nó sẽ là nó vào khoảng là đây, em sẽ đo cho các bác xem. Con to nhất này nó vào khoảng là 26 cm nhá, khá là to luôn đấy. Con to nhất này 26 cm này. Đấy, sau đó thì đến đây em sẽ đo gộp đây cho bác luôn. Con to nhất là 26 cm này. Đấy, con thứ hai của nó sẽ là 23 cm.
con thứ ba của nó sẽ là 20 cm, đấy, con thứ tư là 17 và con số 5 là 14 nhá. Đấy, con to nhất là 26 cm, con nhỏ nhất là 14 cm. Đây đấy, hàng này của nó thì nó khá dày dẫn nhá, khá là dày đấy các bạn, rất là dày luôn. Thì các bác có thể dùng để đựng đồ ăn này, đấy, chế biến đồ ăn thực phẩm này. Nhà có một mâm cỗ thì ví dụ cái đĩa này đựng rau sống này, đĩa này đựng rau sống này, đĩa này đựng đồ xào này, đấy, hai đĩa to này đựng xào này, một đĩa này thì đựng nộm này, đấy, một đĩa này thì đựng giò, đựng các thứ xem đấy, combo cho các bác luôn, 5 đĩa như này nhá, combo cho các bác 5 cái đĩa như này, đẹp tuyệt vời nha ông mặt trời như này, hàng sáng bóng, hàng inox 304 của thương hiệu Winling hai hình người đây, đấy, rất đẹp cho các bác luôn, giá thì rất hợp lý nhá, lên cho em là bộ 5 đĩa nhá, đấy, bộ 5 đĩa, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho cái bộ 5 cái đĩa như này, đấy, bộ 5 đĩa giá 120.000. Con to nhất kích thước của nó lên tới 26 cm nhá, 26 cm luôn đó, và con nhỏ nhất thì nó vào khoảng hơn 10 cm. Một cái bộ 5 cái đĩa như này, hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức nhá, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 120k cho một cái bộ 5 đĩa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn thóc nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn thóc đấy, một con đèn siêu sáng cho bác luôn. Đây, có kèm cho các bác một cái dây sạc như này nhá, kèm thêm một dây sạc như này, con này thì nó rất là sáng luôn đấy, và nó sẽ có cho các bác là chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này, có đèn báo luôn nhá, các bác cắm sạc ở đây chưa, cắm sạc ở cái chân này chưa, đó, nó rất là tiện, cắm sạc ở đây cho em là xong đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý, rất hợp lý cho bác luôn. Đây đấy, để em test thử đèn cho bác xem nhá. Đây, bật đèn qua này, pha của nó khá là rọi luôn nhá, con này thì rọi thì tuyệt vời luôn các bác theo. Đây đấy, đây là kho như em đây này, hàng ngập tràn để phục vụ anh em luôn nhá. Đó, coi theo đây, đấy coi theo đây, chế độ sáng mạnh này, điểm sáng của nó rất lớn luôn nhá, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, đây rất là sáng luôn các bác theo. Đây đấy, cái chóa của nó khá là to nhá và rọi rất là xa luôn. Đấy, tần số của màn hình điện thoại còn phải bị nháy luôn các bác nhá, nó rất là sáng. Đó, giá thì chỉ có 80.000 thôi các bác, chỉ có 80.000 thôi, rất rẻ các bác, rất rẻ luôn cho một con đèn như này, một con đèn to đẹp như này mà giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn thóc nhá. Đấy, các bác lên cho em là đèn thóc này, đèn thóc giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là đèn thóc nhá, đèn thóc giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con đèn thóc như này, nó 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chai xịt RP7 nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Australia các bác này. Đấy, hàng của Australia. Đây các bác này. Đó, Australia các bác này. Đây, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Và sản xuất thì nó sẽ là hàng sản xuất ở, hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở Indonesia các bác nhá. Công nghệ thì của Australia. Con này thì nó sẽ là một cái chất bôi trơn đa dụng này. Đấy, khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, do vật liệu bị cọ sát này, rồi chất bôi trơn với công thức cải tiến này, giúp cho kim loại rỉ sét chống ăn mòn, các kiểu con đà điểu luôn. Đây, về nhà các bác chỉ cần thải xoáy cái vòi này ra, xong rồi các bác xịt vào. Đấy, những chỗ nào cần thì các bác xịt vào nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, các bác lên cho em là xịt RP7 nhá. Đấy, lên cho em là xịt RP7 này, giá của nó sẽ là 35k, 35k cho một chai xịt RP7 như này, 35.000. Đó, 35.000 cho một chai xịt RP7 như này nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là, bỏ trong cái ấm vào mà xếp này. Đó là cái kéo cắt gà to nhá, quay lên cho em là kéo cắt gà Nhật này. Đấy, Japan quay này, Japan đây, hàng loại to nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con kéo cắt gà như này, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k. Lên cho em là kéo gà Nhật nhá, kéo gà Nhật này. Đấy, lên cho em là kéo gà Nhật, giá của nó sẽ là 130k, 130k trong con kéo gà Nhật. Cái đấy của nó như nó dí đít. Hả? Ê, cho ấm xuống trước mà cho cái kia sau. 130.000 trong con kéo gà Nhật như này nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác bao gồm là một con kéo đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có cái phần khuyết này nhá, có phần khuyết này để các bác cắt gà, cắt cá này. Thứ hai là các bác dùng để đánh vảy cá này, có phần răng cưa này dùng để đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác dùng để kẹp cua ghẹ này, kẹp cua ghẹ. Đấy, rồi cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Giá của nó sẽ là 130 cành. Lên cho em là kéo gà Nhật nhá, kéo gà Nhật, giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con kéo gà Nhật như này. Đấy, giá bên shop đang gửi tới bác giá rất tốt luôn, 130.000 các bác nhá, 130.000. Đó, lên mã giúp cho em là kéo gà Nhật 130k. Rồi, ok.
Hello, chào các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều máy hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái nồi cơm điện Saab nhá. Đấy, nồi cơm điện Saab. Hàng này thì hàng cao cấp của Nhật và hàng xuất sang Hàn nhá. Hàng của Nhật và xuất cho Hàn Quốc các bác nhá. Đó. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một cái một cái khay hấp này, một cái ca đong gạo này, một cái môi chống dính cực kỳ xịn sò luôn này. Đó, và một cái dây cắm như này nhá, một dây cắm điện như này. Đó, nồi của nó thì có phiếu bảo hành các thứ đàng hoàng các bác nhá. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái nồi cực kỳ dày luôn. Dòng này của nó thì nó siêu dày luôn các bác nhá, siêu dày luôn. Đấy, lô này thì hàng của Saab. Hàng này nó là hàng mới toanh thì toanh, chưa qua sử dụng nhá. Đấy, chất lượng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất lượng lắm các bạn. Đấy, dây dẫn chắc chắn này, đây. Đấy, bên trong của nó này. Đây. Đấy, mâm gang đúc này, gang đúc cực kỳ là dày dẫn luôn nhá. Gang đúc rất dày dẫn luôn. Đấy, gang đúc dày dẫn này. Đấy, nắp của nó là nắp ấn này, quai sách này. Quai sách này thì các bác không bao giờ lo bị bong quai, bị hỏng quai nhá, không bao giờ lo bong quai, hỏng quai. Và nồi của nó là nồi cơ rất là tiện dụng luôn. Đấy, khi dùng các bác chỉ cần nhấn này là xong, rất tiện dụng nhá. Đấy, chuyên để nấu cơm rất tiện dụng luôn. Đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn nhá. Đây. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đấy. Cái mâm này của nó dày lắm các bạn. Đây, đây. Cái nồi này của nó rất là dày các bác này. Đấy, của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm, nồi bằng nhôm rất là dày luôn các bác này. Đây. Dùng rất là đã luôn. Gõ nó con này các bác. Đấy, rất là dày nhá. Nồi này thì của nó là dung tích là 1,8 lít nhá. Dung tích 1,8 lít. Đó. Rất dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Dòng này dùng thì nói chung là miễn chê luôn các bạn. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác cho cơm vào nấu các bác chỉ cần nhấn này là xong này. Đấy. Nhấn này là xong. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Hàng này thì nó sẽ là hàng thương hiệu của Saab của Nhật nhá. Đấy, thương hiệu của Saab của Nhật này. Và nó sẽ là hàng xuất sang Hàn Quốc nhá. Đây. Xuất sang Hàn Quốc này. Đấy. Đây cái thông số của nó đây các bác nhá. Thông số của nó đây. Đây. Con này thì nó sẽ là 900W này, dung tích 1.8L này, điện 220V và dòng 50Hz nhá. Đó. Một con nồi cơm của Saab như này, cực kỳ xịn sò cho bác luôn. Đấy. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, 220V này, 900W này. Các bác nhá, 1.8L này. Đấy, thông số các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Rất là ngon lành luôn. Mâm miếc cực kỳ là dày luôn, nồi đế dày nhá. Đấy. Và của nó là nó thiết kế theo kiểu là mà nồi ôm lòng như này nhá, nồi ôm lòng như này cho nên là nó giữ nhiệt rất là tốt luôn. Hỏa lực cực mạnh, giữ nhiệt tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi cơm Saab nhá. Nồi cơm Saab giá của nó sẽ là 500k bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là nồi cơm Saab này. Nồi cơm Saab nhá. Nồi cơm Saab giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó, nồi cơm Saab 500k bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô của Nhật các bác nhé, ô của Nhật đây. Đấy, dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và hàng rất là chất lượng cho các bác luôn. Thì một con ô Nhật như này, đấy, nó sẽ là thuộc dòng ô tự động các nhá, ô Nhật tự động. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 80k cho một con ô như này thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3-4-5 màu như này. Đấy, nó sẽ có 4-5 màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Nói chung những cái màu này đều là những cái màu rất là đẹp nhá. Đều là những cái màu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, màu hồng rất tuyệt vời luôn nhá. Một con ô cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, nó sẽ là dòng ô tự động nhá. Đây các bạn này. Đây. Khi mở ra nó sẽ như này. Đấy. Mở ra thì nó sẽ là một con ô cực kỳ là chắc chắn luôn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Chế độ của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là vải, vải này là vải nước đổ đầu vịt nhá. Vải nước đổ đầu vịt cho nên là khi nước nó có chảy xuống là nó lại trơn đi luôn. Rất là tiện dụng các bạn. Đấy. Và ưu điểm của con này thì chống gió chống giếc rất là tốt luôn. Đây em giật như này nhưng mà không có vấn đề gì nhá. Đấy, rất là tốt luôn. Và khi các bác muốn thả ra thì chỉ cần ấn này là nó ra thôi. Ấn này nó ra rất là tiện luôn. Và khi thu vào thì các bác chỉ cần đẩy vào như này thôi. Đấy, còn khi bật ra các bác bấm này nó ra này. Đấy, ấn này nó sẽ ra. Và khi các bác thu vào thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần ấn tay này là nó vào này. Đấy. Chứ các bác không cần phải là lấy tay để bóp. Đấy, các bác chỉ cần bấm này nó ra và bấm này nó lại vào. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác nhá. Chiều dài của cái ô này thì nó chỉ vào khoảng là 30cm thôi. Chiều dài khoảng 30cm rất tiện dụng luôn.
đó, và gấp ra gấp vào cũng rất là gọn. Đấy, các bác có thể mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi được hết nhé. Đấy, rất là gọn này, các bác bỏ trong túi này. Đấy, có thể bỏ túi quần, túi áo hoặc bỏ bao lô, túi sách đều được hết nhé, rất là gọn gàng. Lên mã giúp cho em là ô Nhật nhé, ô Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đấy, đang vào mùa mưa rồi. Đấy, các bác mua lấy cái để mình dùng. Đó, lên cho em là ô Nhật này, ô Nhật nhá, lên cho em là ô Nhật này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một con ô Nhật như này. Đấy, lên cho em là ô Nhật, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái dòng bật lửa cây nhá. Qua lên cho em là bật lửa cây. Trước khi dùng thì các bác đẩy cái mở cái khóa này ra cho em này. Đấy, là mình bật được này. Đây. Đấy, các bác dùng để hút thuốc lào, thuốc lá này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy, em đang sử dụng quạt mà cũng không bị tắt nhá. Đấy, hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là các bác sử dụng rất là tiện luôn. Đây, đầu bơm ga ở dưới này nhá. Cái này thì nó sẽ có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Lên cho em là bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Đấy, có theo. Đấy. Bóp này xong rồi ra lửa này, rất là tiện luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có cái lấy khóa này. Đấy, lấy khóa này để khi các bác vận chuyển thì nó không bị bật tự động này, hoặc là khi các bác không dùng nữa thì các bác có thể tắt đi. Và đây nó sẽ có đầu chỉnh cái lượng ga ra để ra lửa to nhỏ này, chỉnh ở đây các bác nhé. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, đầu chỉnh ở đây. Lên cho em là bật lửa cây nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k. Đấy, lên cho em là bật lửa cây này. Đó. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 30k cho một con bật lửa cây như này nhá. 30.000 cho một con bật lửa cây như này. Đấy, lên cho em là bật lửa cây, giá của nó sẽ là 30k. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn nhá. Giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Có lên cho em là cọ nồi. Cái này thì giá rất rẻ cho bác luôn, chỉ có 15k thôi. Về nhà các bác xoáy cái này cho em này. Sau đó thì các bác đổ cho em cái nước rửa bát vào đây. Đổ các cái loại dòng nước rửa bát vào đây nhá. Nước rửa bát vào đây, sau đó thì có xoáy cái nắp lại này. Khi nào rửa thì các bác chỉ cần là nhấn cái này là nó sẽ đẩy không khí là nó sẽ ra nhá, nó sẽ ra và các bác kỳ cọ đánh rửa xong nồi rồi bát đĩa rồi, nói chung là các loại đều ok hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một chiếc như này nhá. 15.000, còn mua từ 3 cái thì nó sẽ là bằng 40k nhá. 40.000 cho 3 chiếc. Đấy, 40.000 cho 3 chiếc, còn mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc. Đó, lên cho em là cọ nồi nhá. Qua lên cho em là cọ nồi này. Đó, lên mã giúp cho em là cọ nồi nhá. Cọ nồi. Giá sẽ là 15k cho một cái như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thuốc chuột của Thái nhá. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. Hàng này của nó thì siêu nhạy luôn, cái này nó thu hút chuột rất là tốt. Đấy, khi một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến luôn nhá. Đấy, chỉ cần một con đến là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn và cả đàn sẽ chết luôn nhá. Màu sắc thì rất là sặc sỡ, nó sẽ thu hút cái con chuột nhá. Đó. Hàng thì 100% là hàng nội địa của Thái Lan này. Đây, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, toàn bộ là chữ Thái Lan hết nhá. Hàng nội địa của Thái Lan nhá. Hàng này thì thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đấy, thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Bán cực mạnh luôn. Nó chết là chết cả đàn luôn nhá. Chết cả đàn luôn. Một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn. Đấy, và chết cả đàn luôn các bác nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là viên thuốc chuột Thái nhá. Đấy, lên cho em là thuốc chuột Thái này. Đó, thuốc chuột Thái. Thuốc chuột Thái. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một hộp như này. Bác nào mua từ 5 hộp thì giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 cho 5 hộp. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 30k cho một hộp như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái thuốc diệt dán hàng của Nhật nhá. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 12 viên nhá, 12 viên. Đây, nó sẽ là 12 viên như này. Thì về nhà các bác sử dụng là các bác bẻ ra cho em. Đấy. Các bác bẻ ra cho em từng viên một nhá, bẻ ra cho em từng viên một đây. Đấy, các bác cứ bẻ ra cho em từng viên một, sau đó thì mình sẽ đặt vào các cái vị trí như là gầm tủ bếp này, rồi tủ quần áo này, rồi nói chung là tất cả các vị trí nào mình cần đặt vào. Đó, đây sẽ là một cái dạng viên như này. Đấy, thì các bác về nó sẽ có hai bịch của nó sẽ là 12 viên nhá. Đây. Đấy, nó sẽ có hai bịch như này, hai bịch là 12 viên. Hàng này thì nó cũng là hàng cao cấp của Nhật và thị phần bán của nó cũng là số 1 của Nhật Bản luôn. Nó bán số lượng cực kỳ lớn. Một hộp này là 12 viên này. Hàng made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, thị phần bán của nó đây. No 1 các bác này. Đấy, thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Chuyên trị các loại như là
rán mẹ này, rán con này, trứng rán này, rán tổ nhá. Đấy, 1, 2, 3, 4 các loại rán luôn. Con này thì chuyên đặc trị rán nhá. Rán cứ gọi là chết lăn quay luôn các nhá. Đấy, chết lâm sàng, chết lăn quay ra luôn. Đó. Lên mã cho chị em là hộp thuốc rán nhá. Đấy, bên em có cả cái lọ nữa. Lên cho em là hộp thuốc rán nhá. Hộp thuốc rán, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k. 50k cho một cái hộp thuốc rán như này. Lên trên hộp thuốc rán giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mài dao ba khe nhá. Mài dao ba khe thì bên em có hai mẫu như này, đang có hai mẫu như này. Một cái mẫu là của thương hiệu Asaka nhá, Asaka Japan. Mẫu này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhá, 40k. Đấy, 40k cho một cái mài dao ba khe như này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên cho em là mài đầu bếp này. Mài đầu bếp nhá. Đó. Mài đầu bếp giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho con mài đầu bếp như này. Đó. Còn bên shop có một cái loại cao cấp hơn. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe nhá, mài ba khe. Đấy, nó có ba khe như này. Và hàng thì của nó thì là của thương hiệu Katashiwa nhá, Katashiwa made in Japan luôn. Đó. Con này thì cao cấp hơn. Lên cho em là mài ba khe. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe nhá. Đó. Mài ba khe. Mài ba khe đỏ đi, nó màu đỏ như này. Lên cho em là mài ba khe đỏ này. Con kia là mài đầu bếp nhá. Mài ba khe đỏ. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k nhá. 130k cho con này. Tay nắm tay nước cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này thì nó cả tay bàn tay nắm như này. Còn con này thì tay nắm của nó tay trơn như này thôi. Con này là nó cả bàn như này luôn. Đấy, nó cũng có mài thô, mài mịn và mài bén này. Đó. Rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy. Thì con mài ba khe đỏ này giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì các bác lên cho em là mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp. Giá của nó sẽ là 40k cho một con mài đầu bếp như này. 40.000 cho một con mài đầu bếp này các nhá. Lên cho em là mài đầu bếp, giá của nó sẽ là 40k. Các bác này. Đấy. Mài cực kỳ là bén luôn, người ta mài cả một cái thẻ cào mà có thể là cái thẻ ngân hàng có thể thái được thịt luôn các nhá. Đấy. Các bác cứ đưa vào đấy đi đẩy lại này, dao cực kỳ là bén luôn các nhá. Đây. Đấy, cắt không đứt này. Đấy. Mài cái thẻ ngân hàng mà người ta còn thái được thịt thì các bác. Rất là bén luôn nhá. Đó. Đấy, rất bén luôn, bác thấy không? Giá thì chỉ có 40.000 cho con mài đầu bếp thôi. Và con mài bác khe đỏ này thì giá của nó sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Các bác lên cho em là súng thư giãn. Đấy, nó hình một cây súng như này. Nên bên em gọi nó sẽ là súng thư giãn nhá. Hình một cây súng như này luôn. Đấy, để các bác massage để đưa vào các cái bắp tay, bắp chân rồi bàn tay, bàn chân như này. Bộ sản phẩm của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage nhé. Đấy, một con máy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Máy rất chất lượng. Và của nó thì nó 100% là bằng đồng hết nhé. Dây của nó bằng dây đồng hết này. Đấy, các bác đưa vào. Đây, đấy, đưa vào sau đó thì mình lắp đầu này vào này. Bật công tắc lên cho em này. Giữ lì nhé. Khi bật công tắc các bác giữ lì cho em nhé. Đây, con này. Đừng rất là mạnh luôn nhé. Để con này. Thấy không? Đừng rất mạnh luôn. Rất mạnh luôn các nhá. Đấy. Các bác có thể giữ lì này để tắt đi này rồi đẩy tăng cấp độ lên nhá. Đẩy tăng cấp độ lên. Đó, các bác có thể đẩy tăng cấp độ lên. Đây. Đấy. Mình sẽ cho tăng cấp độ ở đây các bác này. Đấy, giữ lì ở đây này, giữ lì nó lên này, sau đó thì tăng cấp độ, nó sẽ có 6 cấp độ cho bác này. Đấy. Dùng rất mạnh luôn. Dùng rất mạnh luôn nhá. Đấy, đưa vào các cái bắp thịt các bác này. Đấy. Giúp cho các cái bắp thịt rồi cơ bắp của mình nó được thư giãn nhá. Đấy các bác thấy không? Đó. Các bác có thể tăng cấp độ lên nhá. Và nó rất là nhiều tiện ích luôn. Giá thì các bác chỉ cần rút ra lắp vào là xong. Giá thì các bác lên cho em là súng thư giãn nhá, súng thư giãn giá thì chỉ có 170.000 cho con súng thư giãn như này thôi. Đó. Các bác lên cho em là súng thư giãn này. Đó. Súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k. Nó hình cây súng như này, cho nên em gọi là súng thư giãn nhá. Đấy. Giá sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đây. Nó sẽ là hình cây súng như này các bác nhá. Đấy, hình cây súng như này. Đó.
Nên các bác lên cho em là súng thư giãn nhá, súng thư giãn này. Súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k nhá, 170k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể. Có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi. Đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân. Đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng. Đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể. Có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi. Đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân. Đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng. Đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Còn cái sản phẩm nắm sao nhá.